Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1211. Hơn nữa, ở đây là chỗ của Liên Minh Quân Tử. Nhưng thật không ngờ, thời vận thay đổi, nhanh như vậy đã đổi ngược lại. Lúc đầu hắn ta hận muốn chết cái quy luật thép này, nhưng đến nay nó lại thành Thanh Thượng Phương Bảo Kiếm bảo vệ mình. Hơn nữa, ở đây là chỗ của Liên Minh Quân Tử. Hàng trăm đệ tử kiếm các trung thành với mình đều tụ tập ở đây, Lâm Nhất này chẳng lẽ có thể lật trời được hay sao? Tiểu kiếm nô, ngươi chạy đến đây làm cái gì? Ở đây là nơi một tên kiếm nô như ngươi có thể đến à? Cút ra ngoài. Vương Diễm xa sầm mặt, đáy mắt thoáng qua hàn ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Thần sắc của bát đại kim cương đầy thận trọng, phất tay một cái, những đệ tử Liên Minh Quân Tử ở bên ngoài diễn võ trường nhanh chóng sắp đến. Giống, giống quá. Lâm Nhất nhìn vào đôi mắt kia của đối phương, gương mặt này trong đầu hắn không ngừng chồng lên đôi mắt nọ mà hắn nhìn thấy bên trong sơn mạch tịch diệt. Đợi đến khi chúng hoàn toàn chồng lên nhau, hoàn toàn ăn khớp, giống nhau như đúc. Như vậy, đủ rồi. Vung tay lên chiêu gọi, Lâm Nhất nắm lấy thanh Táng Hoa kiếm vừa mới bật ra từ kiếm hạp, mặt lạnh lùng vô cảm, bước chân từ từ tiến về phía trước. Dám đến Liên Minh Quân Tử dở thói ngang ngược, muốn chết. Dạy dỗ tên kiếm nô này tử tế cho ta. Thấy Lâm Nhất từng bước đến gần, trong mắt Vương Diễm thoáng sát ý, lạnh giọng quát. Đột ngột từng thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ, hàn mang lạnh lẽo sáng lấp lánh. Keng! Nhưng kiếm trong tay thành viên của Liên Minh Quân Tử vừa mới rút ra được nửa tấc liền nghe thấy tiếng kiếm âm kêu chói tai, không ngừng vang vọng khắp tám hướng. Kiếm âm lanh lảnh lại giống như tiếng của Thương Long đang giận dữ rít gào, hoàn toàn nhấn chìm âm thanh rút kiếm của mấy trăm người. Giống như một dòng nước sông chảy vào biển lớn, thoáng chốc biến mất tăm, không còn sót lại chút tàn tích. Ào! Đợi đến khi Táng Hoa kiếm được tuốt khỏi vỏ, kiếm quang rực rỡ như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, ánh sáng lấp lánh chói mắt duy nhất ở nơi tăm tối của diễn võ trường. Xoẹt 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 xoẹt! Lưỡi kiếm bén nhọn trong tay bọn họ run lên bần bật dưới áp lực mạnh mẽ từ bán bộ tiên thiên kiếm ý của Lâm Nhất, hoàn toàn không có cách nào để khống chế. Từng thanh trường kiếm rơi tuột khỏi tay cắm thẳng lên trên mặt đất. Giống như đang phủ phục dưới chân bậc vương giả, quỳ dạp xuống, rụng rẩy. Kiếm uy minh mông, phảng nhất tựa như ánh sáng đom đóm so với ánh sáng của hạo nguyệt. Tất cả mọi người trong Liên Minh Quân Tử sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Mấy trăm thanh kiếm sắc bén đều cắm phập trên mặt đất giống như đang châm chọc, giống như những cái tát lạnh lùng về thẳng vào mặt bạn họ. Chương 1212. Chẳng lẽ người này thực sự muốn giết mình? Trong võ trường ngoại từ bát đại kim cương và một số ít người dốc hết sức lực mới có thể nắm chặt được thanh kiếm trong tay ra thì hầu hết bội kiếm của tất cả mọi người đã bị đánh văng ra ngoài. Kiếm chính là sinh mệnh của kiếm khách. Kiếm còn người còn, kiếm gãy người mất. Một kiếm khách đến kiếm cũng không thể nắm giữ được thì chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Thực lực thế này, Vương Diễm thế mà vẫn còn mơ mộng hão huyền muốn dạy cho Lâm Nhất một bài học. Rõ là ngươi si nói mộng, không biết trời cao đất dày. Kiến đông là có thể giết được voi hay sao? Sai. Kiến có đông hơn nữa thì cũng chỉ là kiến, không cắn chết được voi, mà ngược lại một cái hắt xì của voi cũng đã đủ để thổi chết vô số kiến. Muốn cắn chết voi, người ít nhất cũng phải là một con sói đói mới được. Đáng tiếc, đám người này trước mặt Lâm Nhất lại chẳng khác gì kiến. Thực lực của hắn bây giờ đã khác xa với lúc xưa rồi. Tu luyện được công pháp được truyền thừa từ thời thượng cổ thịnh thế Hoàng Kim, nắm vững cảnh giới đỉnh phong viên mãn của kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, phong mang sánh ngang với bán bộ tiên thiên kiếm ý, tu vi khủng bố cảnh giới huyền võ tầng thứ 9. Lại càng đừng nói còn có long tượng chiến thể quyết và long hổ quyền quanh thân, bí thuật đạn chỉ thần kiếm. Con át chủ bài của hắn, thủ đoạn của hắn, sự đáng sợ của hắn đã vượt qua sức tưởng tượng của Vương Diễm từ lâu rồi. Những thành viên của Liên Minh Quân Tử trước mắt này, cũng chỉ có Vương Diễm là miễn cưỡng đạt đến cảnh giới huyền võ tầng thứ 9, những người còn lại cao nhất chẳng qua là tu vi huyền võ tầng thứ 8. Một đám vô dụng thế này, có nhiều hơn nữa thì cũng có ích gì. Ong! Lưu quang bắn ra khắp xung quanh thân kiếm, vang vọng không dứt, Lâm Nhất vung tay nắm chặt thanh kiếm, từng bước đi về phía trước.
Kiếm thế vô hình rơi lên người của tất cả người trong liên minh quân tử, khiến không ít người cảm thấy như bị núi đè, đau đớn vô cùng, hai chân run rẩy, đến việc đứng vững thôi cũng cực kỳ khó khăn. Trong lòng bát đại kim cương bảo vệ phía trước Vương Diễm đều cảm thấy hoảng hốt, thần sắc trong mắt đầy khủng hoảng. Ấn tượng của bọn họ với Lâm Nhất vẫn chỉ dừng ở tu vi huyền võ tầng thứ 5, chỉ dựa vào sức mạnh cờ chiến xích diễm để đối đầu với bọn họ. Nhưng lại không ngờ tới, mới có mấy tháng không gặp, sau khi gặp lại đối phương. Thì đối phương đã như một ngọn núi cao sừng sững, như biển sâu mênh mông vô tận thế này, ngoài sâu xa khó đoán thì chính là hoàn toàn không thể thăm dò. Lâm Nhất, ngươi muốn làm cái gì, còn định giết người của kiếm các nữa à? Nỗi sợ hãi trong lòng Vương Diễm càng khó mà dùng ngôn từ để hình dung, giờ còn chưa kịp giao đấu mà kiếm thế kia đã khiến tất cả mọi người từ trên xuống dưới của liên minh quân tử gần như sụp đổ, hắn quả thực không thể ngờ được. Trong đầu nghĩ đến một loại khả năng, đột nhiên hoảng hốt vô cùng. Chẳng lẽ người này thực sự muốn giết mình? Chương 1213 có ngon thì giết hết chúng ta đi. Đừng để hắn qua đây. Ý nghĩ này vừa sinh ra, Vương Diễm đã không còn có thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa, chỉ để lại một câu này rồi co giò bỏ chạy. Hắn ta không muốn chết, hắn ta vừa mới giúp đại hoàng tử hoàn thành việc lớn, tương lai ắt sẽ nắm quyền cai quản tông tộc Vương thị, có phú quý và vinh hoa hưởng không hết. Làm sao có thể chết ở trong tay một tên kiếm nô được, tuyệt đối không được. Tránh ra, hoặc là chết. Đối với việc bỏ trốn của Vương Diễm, Lâm Nhất chẳng hề hoang mang, bình tĩnh nhìn đám người trước mặt. Bù! Ngoài bát đại kim cương ra, những thành viên khác của liên minh quân tử đã bị dọa cho sợ vỡ mật từ lâu, đang bỏ chạy tứ tán. Bọn họ đều là đệ tử của kiếm các, chỉ là vì nhà Vương Diễm giàu có, ra tay hào phóng mới hành động theo sai bảo của hắn ta, nhưng còn lâu mới đến mức bán mạng cho hắn ta. Thực sự trung thành với hắn ta cũng chỉ có bát đại kim cương, tám người này giống như gia thần của Vương gia. Không trung thành với kiếm các, chỉ trung thành với Vương Diễm. Có ngon thì giết hết chúng ta đi. Bát đại kim cương của liên minh quân tử dùng sức nắm chặt thanh kiếm trong tay, cặp mắt dán chặt lên người Lâm Nhất, hầu như không hề có ý lui bước. Như ước nguyện của ngươi. Kiếm xuất ra, gió nổi gió lặng, cần cổ của tám người rỉ ra một dòng máu tươi. Hai mắt trợn trừng, đến chết cũng không hiểu được Lâm Nhất rốt cuộc là xuất kiếm thế nào. Bịch. Tám người đồng thời ngã vật trên đất, vào giây phút chạm đất thì cơ thể đã không còn sức sống, chết ngay tại trận. Một màn kinh khiếp như vậy vừa hay bị Vương Diễm quay đầu lại nhìn thấy, hai chân hắn ta nhũn ra, lảo đảo một cái rồi ngã nhào trên mặt đất. Mà sau đó dùng cả chân lẫn tay vội vàng bò trên mặt đất, nhào về phía liên minh cô tinh của kiếm các. Liên minh cô tinh, đại hoàng tử đang chúc mừng Bạch Lê Hiên ở đó, hai người đều ở đó. Chỉ cần có thể trốn qua đó là sẽ được miễn chết. Nhưng hắn ta mới vừa bắt đầu bò thì đã nhìn thấy Lâm Nhất đang cầm kiếm ngồi trên một bức tượng đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Thân pháp nhanh đến mức xuất thần nhập hóa. Ngươi! Cảnh tượng quỷ dị khiến Vương Diễm thoáng ngây ra, cho rằng mình gặp ảo giác. Hắn ta quay đầu lại nhìn. Trên diễn võ trường đã không còn bóng dáng của Lâm Nhất, ngay lập tức vội vàng quay người. Nhưng trên bức tượng đá, Lâm Nhất vừa rồi rõ ràng còn ngồi đó mà lại biến mất một lần nữa. Chuyện gì thế này? Phập! Không đợi hắn ta kịp hiểu rõ, Lâm Nhất đáp xuống phía sau hắn ta, đâm một kiếm. Máu tươi văng tung tóe, sau lưng Vương Diễm bị trúng một kiếm sau đó lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau khi bò dậy, đầu cũng không dám ngoái lại mà chạy như điên về phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1214 hắn ta sắp chết rồi sao? Lâm Nhất không vội, tay hắn nắm táng hoa kiếm, đợi đối phương chạy được khoảng 100 mét liền đâm thêm một kiếm. Hắn muốn giết Vương Diễm, một kiếm đã đủ để đối phương chết rất nhiều lần rồi, nhưng không cần thiết phải đối xử tốt với đối phương như vậy. Nửa khắc sau, trên người Vương Diễm đã trúng cả 100 kiếm, khắp người đầy máu tươi. Trên da không còn một chỗ nào lành lặn, chỉ cần cử động một cái là vết thương khắp toàn thân sẽ đau nhức đến xuyên tim, phảng phất như có vô số con kiến đang cắn nuốt da thịt mình. Vương Diễm vừa chật vật trốn chạy vừa thất thanh kêu gào. Lâm Nhất giết người rồi, Lâm Nhất giết người rồi.
dọc đường đi ồn ào náo động, khiến cho các đệ tử kiếm các ở gần đó cảm thấy kinh hãi không thôi. Khi hắn ta đi đến quảng trường Tiêu Vân thì đã có hàng hà sa số đệ tử kiếm các từ các nơi đổ về. Vương Diễm cảm thấy rất tuyệt vọng, nơi này còn cách Liên Minh Cô Tinh chưa đến 1/3 quãng đường. Hắn ta cố nén đau, quay đầu quát to với Lâm Nhất, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi à, ta và ngươi có thù, nhưng có cần thiết khiến ngươi phải giết ta ở kiếm các không? Ngươi có nhận ra thứ này không? Lâm Nhất không đáp lại câu hỏi của hắn ta, mà lấy ra một cây ngân châm dài mảnh, ngân châm lóe lên tia sáng lạnh khiến mọi người bất giác cảm thấy run sợ. Ngân châm huyết vũ ngân hoa. Trong mắt Vương Diễm lóe lên tia khủng hoảng, hắn ta vô thức thốt lên. Xem ra trí nhớ của sư huynh cũng không tệ. Vừa dứt lời, Lâm Nhất búng tay một cái, ngân châm bay vọt đến với tốc độ xé gió. Không, ta không thể chết, ta không thể chết. Trong mắt Vương Diễm vốn chỉ có tuyệt vọng, nhưng ngay khi sắp chết, đột nhiên, ham muốn sống mãnh liệt thúc giục cơ thể hắn ta rơi vào trạng thái hệt như hồi quang phản chiếu, bộc lộ ra thực lực vượt xa thực lực bản thân, từ đó tránh được một châm này. Vương Diễm xoay người chạy như điên, trong tầm mắt hắn ta xuất hiện trưởng lão Bạch Đình đang dẫn người nhanh chóng đuổi đến đây. Hắn ta mừng rỡ không thôi, trưởng lão Bạch Đình đến rồi, hắn ta được cứu rồi. Nụ cười khoái trá xuất hiện trên gương mặt đầy máu của hắn ta, Vương Diễm nhịn không được cười như điên. Phập. Nhưng tiếng cười còn chưa kịp tiêu tan thì đột ngột im bặt, trong một khoảnh khắc thinh lặng, hắn ta cảm nhận rất rõ có một cây ngân châm cắm vào cơ thể mình. Độc tố lập tức lan ra, hòa cùng máu, chảy khắp tứ chi bách hài và lục phủ ngũ tạng. Hắn ta sắp chết rồi sao? Vương Diễm bàng hoàng nghĩ. Hắn ta có nằm mơ cũng không ngờ cây ngân châm do chính mình bắn ra đến cuối cùng lại ghim vào người mình. Nhân quả luân hồi, tất có báo ứng. Huyết vũ ngân hoa, thấy máu tất chết, không đến tử phủ, chắc chắn không thoát được. Tiểu kiếm nô, ta liều mạng với ngươi. Chương 1215 kiếm của ta, sát nhân bất hối. Trong cơn tuyệt vọng, Vương Diễm thét lên một tiếng, hắn ta không tiếp tục chạy về phía trưởng lão Bạch Đình nữa. Mà xoay người bổ nhào vào Lâm Nhất. Tóc tai hắn ta bù xù, hệt như một tên điên. Lúc này, trong đầu Vương Diễm chỉ có một suy nghĩ, trước khi chết cũng phải cắn xé Lâm Nhất cho thống khoái. Nhưng hiển nhiên, Lâm Nhất không cho hắn ta có cơ hội làm điều đó. Một kiếm đâm xuyên qua mi tâm Vương Diễm, sau đó rút ra, máu tươi cũng theo đó bắn tung tóe. Kế tiếp, một luồng kiếm quang xẹt qua, vô tình chặt đứt đầu hắn ta. Dừng tay. Trưởng lão Bạch Đình thét lên, nhưng còn chưa kịp dứt lời thì đầu Vương Diễm đã rơi xuống, lăn lông lốc đến dưới chân ông ta hệt như một quả cầu. Các trưởng lão theo sau cũng bị dọa tái mặt, sắc mặt bọn họ thay đổi mấy lượt. Từ lúc Lăng Tiêu kiếm các thành lập cho đến nay, chưa từng có ai dám ra tay giết người ngay trong kiếm các, khiêu chiến quyền uy của tông môn, nhất là ngay trước mặt các vị trưởng lão. Thật to gan, người có biết mình đang làm gì không hả? Bạch Đình duỗi tay, run rẩy chỉ vào mặt Lâm Nhất. Ông ta đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, chỉ còn chút nữa thôi là cứu được Vương Diễm, nhưng nào ngờ Lâm Nhất lại dám giết người ngay trước mặt ông ta. Biết, ta giết một con chó dữ mà thôi. Ha ha ha, hay cho một câu giết chó dữ, quỳ xuống cho ta, nếu không, ta sẽ giết người ngay lập tức mà không cần phải báo. Bạch Đình giận quá hóa cười, ông ta tiến lên một bước. Dùng khí thế hùng hổ để trấn áp Lâm Nhất. Soạt. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Đình, gằn giọng nói, Lăng Tiêu kiếm các dùng kiếm lập tông, lấy kiếm làm người, nhuệ khí của kiếm khách thả gãy chứ không cong. Lâm Nhất ta là đệ tử kiếm các, không cần phải quỳ xuống trước mặt ông. Kiếm của ta, sát nhân bất hối. Ban đầu, giọng hắn không lớn, nhưng càng lúc càng lên cao, đợi đến cuối cùng. Âm thanh đã vang vọng khắp bốn phương, chấn động mây xanh. Cùng với đó, kiếm ý sắc bén trên người hắn bộc phát, ngay khi hắn vừa cất tiếng, uy áp của Bạch Đình cũng bị khí thế của hắn đánh bật lại. Kiếm của ta, sát nhân bất hối. Kiếm của ta, sát nhân bất hối. Lời của Lâm Nhất tràn đầy khí phách, khiến các đệ tử kiếm các xung quanh cũng bị chấn động. Từ trên xuống dưới kiếm các, bất kể là trưởng lão hay đệ tử, ai cũng biết kiếm các dùng kiếm lập tông, lấy kiếm làm người,
nhuệ khí của kiếm khách thả gãy chứ không cong, thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Sau khi ra tay giết người thiếu niên áo xanh trước mắt vẫn có thể hiên ngang nói ra những lời này trước mặt các trưởng lão, quả thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Không chỉ các đệ tử có mặt trên quảng trường Tiêu Vân, mà cả những trưởng lão theo sau Bạch Đình cũng biến sắc. Bạch trưởng lão, việc này vẫn nên đợi Mai Hộ Pháp đến rồi hãy đưa ra kết luận. Chúng ta không rõ nguyên do trong đó, nếu tùy tiện xử lý Lâm Nhất thì e là không ổn. Chương 1216 quỳ xuống cho lão phu. Bạch Đình đen mặt, cả giận nói, xem ra lão phu không cần chờ chỉ thị của hộ pháp, chỉ với việc ngươi giết 9 người, lại còn nhục mạ trưởng lão thì ta đã có thể xử lý ngươi được rồi. Còn chưa nói hết câu, Bạch Đình đã nhảy vọt lên không, đánh một chưởng về phía Lâm Nhất. Uy lực của một chưởng khiến quảng trường Tiêu Vân rung lắc dữ dội, tu vi của Bạch Đình đã đạt đến tử phủ, một khi bùng nổ thì có thể tạo thành sức mạnh vô cùng khủng bố. Giữa không trung, sắc mặt Bạch Đình vô cùng dữ tợn. Ông ta hận Lâm Nhất thấu xương, vừa hay lần này có cơ hội diệt tên oắt này. Từ đầu, ông ta đã có ý định giết hắn, trước khi giết còn muốn nhục nhã Lâm Nhất một phen. Để hắn biết được kết cục của việc đối nghịch với ông ta. Một trưởng mạnh mẽ tràn đầy bá khí khiến những người xung quanh phải thay đổi sắc mặt. Bởi lẽ, Bạch Đình vốn là cao thủ cảnh giới tử phủ hàng thật giá thật, hơn nữa, còn không phải tử phủ bình thường, mà ông ta đã sớm đạt đến cảnh giới này nhiều năm, có được địa vị cực cao trong hàng ngũ trưởng lão. Dầm. Thoáng chốc, một trưởng đã lao đến trước mặt Lâm Nhất, hắn lập tức tung quyền nghênh đón. Nhưng bởi vì chênh lệch tu vi quá lớn cho nên quyền trưởng vừa chạm nhau, Lâm Nhất đã phun ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt hắn trắng bệch. Sát nhân bất hối ư, để lão phu xem ngươi có bản lĩnh gì. Bạch Đình cười khẩy một tiếng, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt, thân hình ông ta lóe lên một cái, phút chốc đã đi đến trước người Lâm Nhất. Dầm. Lại thêm một chưởng đánh xuống, khiến chiến giáp long tượng do Lâm Nhất ngưng tụ bị đánh nát tại chỗ. Khi ánh sáng tím bao phủ cơ thể vỡ vụn, Lâm Nhất vô thức lui về sau mấy bước, kế đó, lần nữa phun ra một búng máu. Nếu là cao thủ tử phủ bình thường thì với thực lực của Lâm Nhất sẽ không bại một cách thê thảm như vậy. Nhưng đối phương đã gần 50 tuổi, không biết đã thăng cấp lên tử phủ bao nhiêu năm rồi, tu vi cực kỳ thâm hậu, vượt xa Lâm Nhất, gần như không cách nào so sánh được. Quỳ xuống cho lão phu. Bạch Đình nhe răng cười. Vẻ mặt ông ta ngày càng trở nên âm u. Dầm. Một chưởng này khiến mặt đất dưới chân Lâm Nhất xuất hiện vô số vết nứt. Dù hắn luyện chiến thể long tượng thì toàn thân cũng đau đớn khó nhịn. Còn không quỳ à, tiểu kiếm nô, người cũng cứng đầu thật đấy. Bạch Đình lạnh lùng nhìn Lâm Nhất đang loạng choạng đứng lên, lửa giận trong mắt ông ta càng bùng lên dữ dội. Ông ta sải bước đến gần, giơ chân đạp mạnh vào đầu gối hắn. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, ngay khoảnh khắc chân của đối vừa đạp thẳng đến, hắn lập tức vỗ lên túi chữ vật, thoáng cái, chiến kỳ xích diễm liền xuất hiện trong tay, đồng thời cũng đã biến đổi thành hình thái cận chiến. Cột cờ bén nhọn hung hăng chọc vào ngực đối phương. Muốn khiến Bạch Đình trọng thương, ngoại trừ việc khiến ông ta buông lỏng cảnh giác, để lộ sơ hở thì không còn cách nào khác. Chương 1217 rực rỡ thoáng qua. Lâm Nhất cố hết sức đỡ ba trưởng của đối phương mà không dùng đến bảo khí chính là vì đợi cơ hội này. Ngay khi Bạch Đình cho rằng hắn đã mất đi khả năng phản kháng, Lâm Nhất ra tay bất ngờ, tế ra chiến kỳ xích diễn. Chiến kỳ đỏ thẫm như máu bay phấp phới giữa không trung, sau khi rót chân nguyên vào, uy lực của bảo khí càng thêm mạnh mẽ, phát ra hào quang sáng chói. Sắc mặt Bạch Đình lập tức thay đổi, ông ta cuống quýt lui về sau. Chạy à! Mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, hắn điên cuồng rót chân nguyên vào, chiến kỳ hệt như một con dao long xích diễm gào thét lao đến. Phập! Chiến kỳ xích diễm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trong phút chốc, chân nguyên hộ thể của Bạch Đình đã bị chọc thủng, cột cờ hung hăng cắm vào ngực ông ta. Nhưng khi Lâm Nhất muốn rút ra thì đột nhiên, Bạch Đình lại nắm chặt chiến kỳ. Lâm Nhất nhíu mày, khí huyết toàn thân sôi trào, chân nguyên bùng nổ. Duỗi tay đẩy mạnh tới trước, sau đó buông tay ra. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp quảng trường, chiến kỳ xích diễm đã cắm sâu nửa tấc, khiến Bạch Đình bị đánh bay ra ngoài.
ta giết ngươi. Sau khi rơi xuống, Bạch Đình liền rút chiến kỳ xích diễm ra, gầm lên giận dữ rồi vọt về phía Lâm Nhất. Đường đường là một trưởng lão, vậy mà ở trước mặt mọi người lại bị Lâm Nhất đánh thảm như vậy. Đây quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã. Ầm ầm. Bạch Đình không chút nương tay, ông ta điên cuồng lao đến, tóc đen bay loạn trong gió, mặt mũi vặn vẹo, hận ý trong mắt đã nồng đậm đến mức hóa thành thực chất. Khí thế mạnh mẽ như biển lớn mênh mông, ầm ầm đánh tới. Tà áo tung bay, sắc mặt thiếu niên tái nhợt, giờ phút này, trông hắn vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng đối mặt với áp lực vô biên vô tận, hắn vẫn đứng thẳng người tựa như một thanh kiếm cắm chặt trên mặt đất, không hề lay chuyển. Kiếm khách có nhuệ khí, cũng có lòng kiêu hãnh, có một trái tim sẵn sàng đối mặt với cái chết. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Thế gian có kỳ hoa, ở tận chân trời ẩn mình nơi góc bể, chỉ trong một ý niệm đâm chồi nảy lộc, sum xuê tươi tốt, căng tràn nhựa sống rồi phút chốc lụi tàn. Đóa hoa này, diễm lệ mà cô tịch rực rỡ thoáng qua. Chương 1218 giết hắn. Khi Bạch Đình sắp xông tới, đóa hoa tử diên như kết tinh từ băng ở vùng đan điền gian nan xoay tròn một vòng như núi sông sừng sững. Một đóa hoa tử diên nở rộ, phát ra ánh sáng rực rỡ dưới chân Lâm Nhất. Mái tóc dài của thiếu niên tung bay, quần áo phấp phới, xòe tay tung một trường. Ầm. Một sức mạnh kinh khủng bộc phát ra từ lòng bàn tay, quảng trường Tiêu Vân rộng lớn lập tức nổ tung. Trong làn bụi mù mịt, vô số cây đại thụ chọc trời, lầu gác và tượng đá đều bị nghiền thành bột, không còn lại gì. Khóe miệng Bạch Đình co giật, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ông ta tức giận mắng thầm, lẽ nào tên tiểu kiếm nô này muốn đồng quy vu tận với ta? Bạch Đình liên tục lùi lại, hoàn toàn không dám tiếp chiêu. Có câu hồng nhan nhanh già, danh tướng dễ đầu bạc, nhưng dù đời người ngắn ngủi cũng phải tỏa sáng rực rỡ, như ta, như hoa, như sao băng, như pháo hoa, sáng rực đến vĩnh hằng. Hoa đã nở, đâu cần phải quan tâm đến những ràng buộc hồng trần, phiền não rối bời. Chỉ mong khoảnh khắc hoa nở, tuổi trẻ sống dậy, không phụ lòng nhiệt huyết của người thiếu niên. Vẻ sắc bén hiện rõ trong mắt Lâm Nhất, nét mặt cứng cỏi, hắn không cho đối phương cơ hội lùi bước, trưởng mang lao thẳng về trước. Rầm 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 rầm. Chỉ nghe những tiếng nổ rung trời vang liên tiếp bên tai, chân nguyên hộ thể do Bạch Đình ra sức ngưng tụ lần lượt vỡ vụn, cuối cùng một trưởng này vẫn đánh trúng ông ta. Không. Phụt. Bạch Đình hộc máu, bị đánh văng ra xa như bao cát. Trong lúc văng ra ông ta va phải rất nhiều nham thạch và sàn nhà bay lên không trung. Vừa ngã xuống đất, ông ta liên tục ho khan, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như nứt ra. Các trưởng lão ở phía sau đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Một thoáng phồn hoa, nếu thi triển sẽ gần như cạn kiệt chân nguyên. Nếu không thi triển thì thôi, một khi đã thi triển sẽ không có bất kỳ đường lui nào. Nhưng Lâm Nhất vẫn không hề do dự, thà chết vinh còn hơn sống nhục, kiếm có thể gãy, nhưng khí phách lòng ta không thể mất. Muốn sỉ nhục hắn phải trả giá đắt, dù là trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bạch Đình giãy giụa đứng lên, chỉ cần cử động nhẹ là toàn thân sẽ đau nhức, thương thích đầy mình. Nhìn người thiếu niên ăn mặc phong phanh, chân nguyên đã hao hết trước mặt mình, ông ta hít vào một hơi, lòng chợt run lên. Giết hắn. Rõ ràng lúc này Lâm Nhất đã không còn sức uy hiếp, nhưng Bạch Đình vẫn rất sợ. Ông ta không dám xông lên tiếp tục ra tay với Lâm Nhất. Chỉ có thể ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình ra tay giúp, nhưng cả đám trưởng lão lại khó xử nhìn nhau. Hắn giết liên tiếp 9 người, còn nhục mạ, đánh trưởng lão tông môn trọng thương ngay trước mặt mọi người, không ai có thể bảo vệ hắn. Các ngươi đều không ra tay, chẳng lẽ là đồng bọn của hắn à? Chương 1219 có lẽ Lâm Nhất sẽ không chết. Thấy không có ai ra tay, Bạch Đình lập tức nổi giận, lạnh giọng quát. Ai dám ra tay? Ngay khi các trưởng lão đang do dự khi bị Bạch Đình uy hiếp, Lạc Phong dẫn theo một nhóm trưởng lão bừng bừng khí thế bước tới. Rất nhiều trưởng lão đứng sau lưng Bạch Đình còn đang do dự, sau khi nhìn thấy Lạc Phong đều thở phào nhẹ nhõm. Họ vốn dĩ cũng không muốn can thiệp vào chuyện của Lâm Nhất. Bái kiếm Lạc Phong trưởng lão. Mấy người vội vàng lại gần, chắp tay thi lễ. Ở điện trưởng lão, ngoài điện chủ ra thì Bạch Đình và Lạc Phong là người có địa vị cao nhất,
hai người có địa vị và quyền lực ngang nhau. Lạc lão quỷ, người này đã giết liên tiếp 9 đệ tử tông môn, còn làm chúng ta bị thương, ông vẫn muốn bao che cho hắn à? Bạch Đình lau vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Lạc Phong với vẻ mặt tái nhợt, nghiến răng hỏi. Chậc chậc, Bạch Đình, ông là trưởng lão cảnh giới tử phủ mà lại bị một đệ tử đánh trọng thương, ta không tin. Nếu thật sự là vậy thì chỉ có thể chứng tỏ thực lực của ông đã yếu đi quá nhiều, không còn tư cách giữ chức trưởng lão. Lạc Phong sờ râu, lạnh giọng cười đáp. Ông! Nghe vậy, Bạch Đình lập tức nổi giận, toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Một lát sau, ông ta mới phất tay áo, lạnh lùng nói, được, không nhắc tới chuyện này nữa. Vậy còn chuyện hắn giết liên tiếp 9 người, còn giết Phương Diễm ngay trước mặt mọi người, ông có gì để nói không? Giết người là thật, nhưng ông đã biết nguyên do chưa? Chuyện này chưa đến lượt ông định đoạt. Nếu Lâm Nhất lỡ tay giết đối phương vì lý do tự vệ thì đâu đến nỗi phán hắn tội chết. Ông không phân biệt phải trái đã muốn giết Lâm Nhất trước mặt mọi người, ông có ý đồ gì? Lạc Phong lạnh mặt hỏi tới, chẳng lẽ ông cũng liên quan đến chuyện này, muốn giết Lâm Nhất để xóa bỏ mối hiểm nghi về mình? Thấy đối phương khua môi múa mép, nói năng hùng hồn, đổ ngược lại cho ông ta trở thành kẻ tình nghi. Bạch Đình tức sắp hộc máu, coi như ông ta đã hiểu. Lạc Phong liều chết để bảo vệ Lâm Nhất. Ha ha, Lạc lão quỷ, dù ông có nói hàng nghìn, hàng vạn điều nữa cũng không có tác dụng. Ông không bảo vệ được hắn đâu, giải hắn đi, có nguyên do gì cứ thẩm vấn là sẽ biết ngay. Bạch Đình sụ mặt, lạnh giọng phản bác. Ai dám? Lạc Phong nhanh chóng bước tới ngăn cản. Hai người tranh chấp, không ai chịu thua, mỗi người mỗi ý, nhưng lại làm Lâm Nhất thở phào. Tại nơi đóng quân của Liên minh Cô Tinh, trên một ngọn núi, Đại Hoàng tử Tần Vũ đang nhìn về phía quảng trường Tiêu Vân, lắc đầu bảo, có lẽ Lâm Nhất sẽ không chết. Ở bên cạnh hắn ta còn có mấy đệ tử ngoại tông khác, tất cả đều là đệ tử nòng cốt huyền võ tầng 10. Họ đều thuộc tầng lớp thứ 2 của đế quốc Đại Tần, là thế hệ trẻ của Đại Tần, chỉ đứng sau Bát Công Tử. Tất cả họ đều có năng lực lọt vào 8 hạng đầu của Long Môn tranh tài cuối năm. Nếu Lâm Nhất ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra tất cả những người này. Chương 1220 sóng gợn không ngừng. Là Hàn Cương của Huyền Thiên Tông, người đã đánh nhau với Hân Tuyệt và chỉ bại một chiêu trong tiệc công chúa Quỳnh Đài. Những người này đến từ Huyền Thiên Tông, Hỗn Nguyên Môn, Tần Thiên Học Phủ và Ma Nguyệt Sơn Trang. Rất nhiều thân phận khác nhau, nhưng ở trong mắt Tần Vũ, họ chỉ có một thân phận, đó là thành viên của Hội Thanh Huyền. Hội Thanh Huyền, một tổ chức bí mật được Hoàng thất sử dụng để lôi kéo và chia rẽ các đệ tử thiên tài từ các tông môn khác nhau, đến tay Tần Vũ nó đã có quy mô vô cùng lớn. Tứ đại tông môn cũng không ngoại lệ, trong số họ cũng có kẻ phản bội, được hứa hẹn cho nhiều quyền lực. Hôm nay họ theo Tần Vũ đến đây để chúc mừng Bạch Lê Hiên đột phá thánh thể thành công, không ngờ lại được chứng kiến vở kịch này. Trong mắt họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tông môn càng lớn, quy định sẽ càng nghiêm khắc. Phần lớn các tông môn đều khuyến khích cạnh tranh, không cấm đánh nhau nhưng nghiêm cấm giết người. Dù ở Ma Nguyệt Sơn Trang hay Huyền Thiên Tông, giết người đều là tội chết. Nhưng lúc này Lâm Nhất giết liên tiếp 9 người, thậm chí còn giết con cháu dòng chính của tông tộc Phương Thị ngay trước mặt trưởng lão. Đặc biệt là câu nói giết người không hối hận càng thêm chói tai. Sau lưng nhóm người này còn có một người, người nọ mặc đồ trắng. Mái tóc dài xóa tung bay trong gió, tự do thoải mái, dáng người cao lớn, hai tay chắp sau lưng, phiêu giật xuất trần. Dung mạo khôi ngô tuấn tú kết hợp với đôi lông mày sắc bén, khí chất như kiếm, dịu dàng như ngọc. Hắn ta chỉ có tu vi huyền võ tầng 8, nhưng khi đứng bên cạnh nhóm đệ tử nòng cốt huyền võ tầng 10, không ai có thể che khuất phong thái của hắn ta. Hắn ta không hề thua kém đại hoàng tử Tần Vũ mang danh công tử, thậm chí còn hơn thế nữa. Hắn ta mặc áo trắng tinh, từ trong ra ngoài đều như tỏa ánh hào quang nhàn nhạt, mang lại cho người ta cảm giác không nhiễm bụi trần, thánh khiết, linh động xuất trần, tựa như một thanh kiếm sắc nhẹ bỗng lơ lửng giữa đám mây trắng. Không có gì phải thắc mắc, hắn ta chính là Bạch Lê Hiên, người đã đột phá thánh thể từ cảnh giới hậu thiên, làm cho tường thụy ngũ sắc rơi 3 ngày liên tiếp, giờ đây tiếng tăm lại chấn động Đại Tần. Lúc này, hắn ta nhìn Lâm Nhất đang đứng trên quảng trường Tiêu Vân bằng ánh mắt bình tĩnh như nước, sóng gợn không ngừng.
Đại hoàng tử Tần Vũ quay lại cười hỏi, Lê Hiên, nghe nói người từng có thủ với người này phải không? Không hẳn, ta đã quên mất người này từ lâu. Sau khi sư đệ trong liên minh cô tình nói với ta, ta khó lắm mới nhớ lại. Chỉ là hơi bất ngờ, năm đó hắn bị ta ép nhảy xuống vực âm phong, không ngờ vẫn có can đảm chạy tới Lăng Tiêu kiếm các, lẽ nào hắn muốn báo thù ta? Bạch Lê Hiên cười nhạt, trông có vẻ khinh thường. Tần Vũ gật đầu, như vậy là tốt nhất, người này tính tình cố chấp, hành động cực đoan, chắc chắn không thể sống lâu. Còn người thì khác, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bước ra khỏi đế quốc Đại Tần, có được không gian và sân khấu lớn hơn, không cần phải tốn nhiều công sức cho một nhân vật nhỏ như hắn. Giết người không hối hận, thật nực cười. Cùng lúc đó, tứ đại hộ pháp Mai, Lan, Trúc, Cúc và bảy vị trưởng lão chấp kiếm của kiếm các khẩn trương tập hợp ở đại điện tông môn, trông nét mặt ai cũng khó coi, đặc biệt là Mai hộ pháp ngồi trên ghế chủ tọa. Hiển nhiên, đối tượng mà các hộ pháp và trưởng lão thảo luận là Lâm Nhất. Chương 1221 Thảo Mộc Phong. Trên quảng trường Tiêu Vân, Mai hộ pháp vừa đến đã nhìn thấy Bạch Đình và Lạc Phong còn đang tranh chấp, bèn nhíu mày. Hai người các ngươi đang cãi nhau việc gì? Lạc Phong và Bạch Đình vội vàng xoay người lại, vừa nhìn thấy Mai hộ pháp, cả hai đều biến sắc. Bẩm Mai hộ pháp, Bạch Đình đòi giết Lâm Nhất trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, thậm chí còn yêu cầu hắn quỳ xuống nhận lỗi. Lạc Phong bước tới, thẳng thắn khai báo với vẻ mặt tức giận. Ồ! Mai hộ pháp mỉm cười nhìn sang Bạch Đình, nhẹ giọng nói, Bạch Đình, tứ đại hộ pháp và bảy vị trưởng lão chấp kiếm còn chưa quyết định mà ngươi đã quyết định thay chúng ta, có vẻ như chức vụ trưởng lão vẫn chưa đủ xứng với ngươi. Không dám, không dám ạ. Rõ ràng đang cười, nhưng lời nói của Mai hộ pháp lại khiến Bạch Đình sợ run bần bật, mồ hôi chảy ròng. Mai hộ pháp nhìn lướt qua thương tích trên người Lâm Nhất, lạnh lùng bảo Bạch Đình, ngươi lại đây, đứng trước mặt ta. Bạch Đình không dám phản kháng, cúi đầu thấp thỏm đi tới. Mai hộ pháp, ta sai rồi. Bạch Đình run giọng nói với vẻ mặt sầu khổ. Sai ở đâu, Lâm Nhất vi phạm luật cấm, ngươi muốn giết hắn, đây là chuyện đương nhiên mà. Nhưng ông ấy đột nhiên đổi giọng, sắc mặt u ám đến cực điểm, lạnh lùng nói tiếp, ngươi không sai, ngươi chỉ không để bản hộ pháp vào mắt thôi. Cả tông môn có ai không biết Lâm Nhất là người mà ta coi trọng. Dù cho hắn phạm tội lớn ngập trời cũng phải để ta hỏi tội, khi nào lại đến lượt Bạch Đình nhà ngươi khoa tay múa chân hả? Bùm! Trong cơn thịnh nộ, Mai hộ pháp giơ tay chưởng vào người Bạch Đình. Ngươi là cái thá gì, cảm thấy bản hộ pháp dễ ức hiếp sao? Thứ không biết điều. Một khí thế đáng sợ phát ra từ trên người Mai hộ pháp, tất cả trưởng lão trên quảng trường Tiêu Vân đều kinh hãi, run bần bật. Đã nhiều năm rồi chưa thấy Mai hộ pháp nổi giận. Phụt! Bạch Đình hộc ra một búng máu, lục phủ ngũ tạng đều tan nát sau cú chưởng này. Toàn thân đau đớn không thể tả, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Hộ pháp tha mạng cho, Bạch Đình không dám, xin hộ pháp đại nhân hãy cho ta cơ hội sửa lỗi. Bạch Đình quỳ xuống đất, liên tục xin tha trong bộ dạng tóc tai bù xù. Sửa lỗi! Nếu ngươi xin cơ hội sửa lỗi thì tới Thảo Mộc Phong làm tạp dịch 10 năm đi, lôi đi cho ta. Mai hộ pháp lạnh mặt, trầm giọng ra lệnh, Thảo Mộc Phong. Tạp dịch ở Thảo Mộc Phong chẳng phải bảo ông ta đi gánh phân ư. Ta không muốn tới Thảo Mộc Phong, ta không muốn đi gánh phân. Chương 1222 ta còn phải ban thưởng cho hắn à? Một tiếng nổ mạnh vang lên trong đầu Bạch Đình. Ông ta lập tức từ một người trưởng lão cao cao tại thượng biến thành kẻ tạp dịch gánh phân ở Thảo Mộc Phong, sự thật khiến ông ta không thể chấp nhận được. Nhưng điều này không cho phép ông ta khước từ, ngay tức khắc có chấp sự bước tới lôi ông ta đi. Mai hộ pháp xoay người lại nhìn Lâm Nhất, nhìn vết thương trên người hắn, nói khẽ, Lâm Nhất, tông môn đã đưa ra hình phạt dành cho ngươi, phế bỏ một sợi huyền mạch, giam vào vách xám hối 2 năm, ngươi có gì muốn nói không? Xin cứ ra tay. Lâm Nhất không nói lời thừa, mặt không chút cảm xúc. Ngươi có hối hận không? Ta không hối hận, chỉ hận kiếm trong tay mình không đủ mạnh, chỉ có thể giết một người. Tiền bối ra tay đi ạ, tạ ơn tông môn vì đã không giết ta. Lâm Nhất chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ đợi hình phạt. Hộ pháp. Lạc Phong kinh hãi, hoàn toàn sững sờ, không kìm được gọi thất thanh.
thấy Mai Hộ Pháp trừng phạt Bạch Đình, còn suýt đánh chết ông ta, ông cứ tưởng việc này có chuyển biến tốt. Dù Lâm Nhất có bị phạt cũng sẽ không quá nặng. Nhưng khi nghe Mai Hộ Pháp nói phế bỏ một sợi huyền mạch của Lâm Nhất, ông hoàn toàn chết lặng. Sao có thể phế bỏ huyền mạch, chưa kể đến nỗi đau do huyền mạch bị nát mang lại, tu vi thụt lùi như một đòn chí mạng đối với võ giả. Lạc Phong, người có lời muốn nói ư? Mai Hộ Pháp trầm giọng hỏi. Mai Hộ Pháp, chúng ta không thể phế bỏ huyền mạch của Lâm Nhất. Tu vi của hắn từ đâu mà có? Nhờ liều mạng trong mật cảnh Ma Liên mới có, không dễ chút nào. Mật cảnh xuất hiện mỗi 20 năm, đời người có thể có được mấy lần 20 năm, nếu như phế bỏ, hắn phải đề cao tu vi bằng cách nào? Lạc Phong cảm thấy tim mình như thắt lại, không nghĩ ngợi nhiều, kích động nói, Lâm Nhất đã lập công lớn cho kiếm các. Hắn đã giết đạo tặc Mạc La, làm cho chuông cổ nghìn năm Phượng Linh Vân Tiêu vang lên. Hắn đã dùng sức một mình cố gắng xoay chuyển tình thế, dạng danh kiếm các chúng ta. Trong mật cảnh Ma Liên, hắn lên đến tầng 10 bảo điện, làm cho hoang nguyên có tuyết rơi, truyền thuyết lại xuất hiện, bấy nhiêu vẫn chưa đủ ư. Hắn đã dâng yêu đan Hắc Liên, bản võ học thiếu, đan dược cực phẩm, bí bảo thượng cổ cho tông môn, nhưng vừa mới kiểm kê cất vào điện công đức, nội tình của tông môn tăng lên, sao kiếm các có thể qua cầu rút ván, phế bỏ huyền mạch của hắn chứ? Vậy nên hắn giết liên tiếp 9 người ở kiếm các, coi nhẹ nội quy tông môn, ta còn phải ban thưởng cho hắn à? Mai Hộ Pháp quay lại, trầm giọng quát. Lạc Phong kích động đến run rẩy, giọng hơi nghẹn ngào, nội quy tông môn. 10 năm trước ngươi cũng đã từng nói như vậy, tông môn có lệnh nên ngươi đã trơ mắt đứng nhìn cả gia đình Dạ đại ca cửa nát nhà tan, Dạ đại ca đã cứu mạng ngươi đấy. Nếu không có Dạ đại ca, ngươi có thể ngồi trên vị trí hộ pháp của ngày hôm nay à? 10 năm sau, ngươi vẫn nhắc lại nội quy tông môn, lần này ta không phục. Hộ pháp, Hân Tuyệt đã chết, Hân Nghiên hôn mê đến nay chưa tỉnh, tại sao phải phế bỏ một sợi huyền mạch của Lâm Nhất? Mai Hộ Pháp ngẩn ra, vừa nhắc lại chuyện cũ, lòng ông ấy bỗng hơi đau nhói. Nếu nội quy kiếm các không bảo vệ được những người trung thành với kiếm các, vậy thì có ích gì? Hộ Pháp, xin hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lạc Phong nhìn Mai Hộ Pháp, trầm giọng khuyên can. Chương 1223 tự cắt huyền mạch. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt đã nhắm lại của Lâm Nhất, hắn cứ tưởng nước mắt đã chảy hết trong 10 ngày ở rừng táng kiếm. Nhưng hôm nay vẫn không kìm nén được. Hộ Pháp, xin đừng phế bỏ huyền mạch của sư huynh, Vương Diễm giết thì cũng đã giết rồi, ngày thường hắn ta ỷ thế lộng hành, ức hiếp đồng môn, hắn ta đã làm đâu ít chuyện. Liên minh quân tử là khối u ác tính của kiếm các, đáng lẽ nên giải tán từ lâu. Hôm nay Lâm Nhất sư huynh giết hắn ta cũng tốt, coi như chút giận giúp chúng ta. Mặc dù chúng ta không qua lại với Lâm sư huynh, nhưng chưa từng nghe nói huynh ấy bắt nạt đồng môn bao giờ. Chấm chấm chấm. Những lời nói từ tận đáy lòng của Lạc Phong đã làm cho rất nhiều đệ tử kiếm các đứng bên ngoài quảng trường Tiêu Vân xúc động. Họ lần lượt bước tới, quỳ xuống cầu xin cho Lâm Nhất. Họ là đệ tử kiếm các, biết việc tu luyện lên cảnh giới huyền võ khó khăn đến mức nào. Nỗi đau và hậu quả do phế bỏ một sợi huyền mạch mang lại thật sự rất khủng khiếp. Ý chí chỉ cần thoáng không kiên định thì con đường võ đạo có thể sẽ kết thúc tại đây. Nhìn đám đệ tử tông môn quỳ đầy trên mặt đất cầu xin, mặt Mai Hộ Pháp biến sắc. Kiếm các trước giờ chưa từng xuất hiện cảnh tượng khiến người ta rung động thế này, trong một thoáng khiến ông ta cực kỳ khó xử. Phập. Nhưng Lâm Nhất đang nhắm mắt bỗng nhiên mở bừng mắt nôn ra một ngụm máu tươi. Gương mặt hắn vốn dĩ đã tái mét lại chẳng còn chút huyết sắc nào, cơ thể lắc lư lảo đảo, phảng phất như một thân cây khô bất cứ lúc nào cũng đều có thể gãy theo gió, nhìn khá thê lương. Khí tức huyền võ cảnh giới tầng thứ 9 trên người bỗng đột ngột giảm xuống. Tự cắt huyền mạch. Cảnh tượng bỗng nhiên xảy đến này khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, bao gồm cả Mai Hộ Pháp cũng đều biến sắc. Lâm Nhất. Lạc Phong trưởng lão là người đầu tiên xông lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua, hà tất phải khổ chứ, đứa trẻ này, ngươi luôn như vậy. Lâm Nhất nặn ra một nụ cười, an ủi nói, Lạc trưởng lão, đừng làm khó Mai Hộ Pháp, hoặc là quyết định này chưa chắc đã do ông ấy đưa ra, không phải ông ấy có thể thay đổi được. Lại thêm, kiếm các từ khi lập tông đến nay đã lâu như vậy, không có quy tắc thì không thể đứng vững,
có thể miễn tội chết cho ta đã là khai ân lắm rồi, nếu vẫn còn làm khó Mai hộ pháp nữa thì không đúng đâu. Lời vừa dứt, hắn nhìn về phía quảng trường đổ nát, hàng nghìn đệ tử đã quỳ xuống cầu xin, hắn chắp tay nói, ta và chư vị, nhiều nhất cũng chỉ có vài lần gặp mặt, hôm nay lại có thể khẳng khái đứng ra cầu xin, Lâm Nhất thẹn không dám nhận. Có các vị sư huynh sư đệ, uy danh kiếm các chắc chắn sẽ trường tồn vĩnh viễn. Lâm sư đệ. Trên quảng trường Tiêu Vân đổ nát, đệ tử tông môn đứng dậy, quay mặt nhìn nhau ai nấy đều thấy nét bàng hoàng trên mặt đối phương. Kết quả như vậy quả thực khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Trong lòng Mai hộ pháp thầm thở dài một tiếng, lặng lặng đi đến bên cạnh Lâm Nhất, không nói một lời vỗ nhẹ lên vai hắn ba cái. Mỗi một lần vỗ đều có một luồng chân nguyên nặng nề truyền vào trong cơ thể Lâm Nhất, xoa dịu vết thương do huyền mạch đứt đoạn trong cơ thể. Chương 1224 mặt trời chiều lặn về Tây. Đợi hết ba lần, cơn đau vốn dĩ như xé nát tim gan bỗng nhiên biến mất tăm. Trong vách xám hối không được mang kiếm, cũng không được mang theo túi chữ vật, nếu tin tưởng ta thì giao cho ta bảo quản. Mai hộ pháp khẽ giọng nói. Lâm Nhất gật gật đầu, lấy kiếm hạp trên lưng xuống, ánh mắt rơi trên hạp kiếm cổ xưa. Bên trong hạp kiếm có táng hoa kiếm, từ lúc lấy được kiếm này đến nay, nó chưa từng rời khỏi mình. Nửa đời lục bình trôi theo con nước, một đêm mưa lạnh chôn vùi hoa. Hồn là tơ liễu cuốn bay theo gió, người đi ta ở, cách hai thu. Bỗng nhiên, nhớ đến ngày đầu khi có được thanh kiếm này, bên tai từng vang lên câu thơ. Trong đầu có rất nhiều cảnh tượng vụt qua, hắn từ Thanh Vân Tông, hắn từ một kiếm nô nhỏ bé đi đến ngày hôm nay. Từng trải qua sống chết, từng trải qua ly biệt, từng tuyệt vọng, cũng từng đau thương, duy chỉ có kiếm này là không rời không bỏ. Đưa kiếm hạp giao cho Mai hộ pháp, Lâm Nhất lại lấy xuống túi chữ vật, trịnh trọng đưa qua. Bên trong túi chữ vật có rất nhiều chí bảo cùng với bí mật. Nhưng Mai hộ pháp chắc chắn là người đáng tin, không cần phải nghĩ quá nhiều khi giao cho ông ấy. Đi thôi. Mai hộ pháp tự mình dẫn đường, đưa theo Lâm Nhất đi thẳng về phía vách xám hối. Trong ánh mắt có chút bàng hoàng của tất cả mọi người, bóng lưng của thiếu niên áo xanh dần dần biến mất, trên quảng trường Tiêu Vân vang lên từng hồi tiếng thở dài. Lâm Nhất, mặc dù hắn đã đi rồi nhưng hắn chắc chắn là đệ tử để lại ấn tương sâu sắc khó phai mờ nhất trong kiếm các. Hắn có quá nhiều thứ đáng để khiến người ta nhớ về mình. Yêu nghiệt thiên kiêu, anh tài nhân kiệt, tên của hắn, kiếm của hắn không hề hổ thẹn. Mặt trời chiều lặn về Tây. Đám người Tần Vũ chứng kiến toàn cảnh màn kịch này, từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, sau đó quay trở về đế đô. Trên đường, thành viên hội Thanh Huyền đi bên cạnh Tần Vũ đề cập đến việc ban ngày xảy ra trên quảng trường Tiêu Vân, đều cảm khái không thôi. Đám người này đều đã là cảnh giới huyền võ tầng thứ 10 đỉnh phong, thậm chí còn có cả cao thủ tuyệt đỉnh bán bộ tử phủ, bất luận là thanh danh hay thực lực của bọn họ trong đế quốc Đại Tần đều chỉ xếp phía sau 8 công tử. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy mọi chuyện xảy ra liên quan đến Lâm Nhất, dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút khâm phục. Tự cắt huyền mạch là một hành động vô cùng tàn nhẫn với chính mình, tự vấn lòng bọn họ thực sự đều không thể làm được. Tâm trạng của Tần Vũ ngược lại khá là tốt, Lâm Nhất mặc dù chưa chết nhưng tự cắt huyền mạch thì chắc chắn là tàn phế rồi. Cho dù may mắn thăng cấp vài tầng huyền võ một lần nữa thì cũng không phải là việc của năm nay nữa. Long môn tranh tài cuối năm nay chắc chắn sẽ chẳng liên quan gì đến hắn nữa rồi. Hơn nữa, Lâm Nhất sống, đối với hắn mà nói càng có giá trị hơn so với việc Lâm Nhất đã chết. Lộc cộc, đi được nửa đường, trong vùng núi hoang vu phía trước cuộn lên từng đám bụi mù mịt. Một nhóm người sát khí đằng đằng cưỡi trên lưng yêu thú tuấn mã chặn đường của nhóm người Tần Vu. Chương 1225 lui xuống trước. Trong lòng tất cả mọi người bỗng ngạc nhiên không thôi. Trong Đại Tần đế quốc này có người nào lại to gan như thế? Dám chặn đường của Tần Vũ, chán sống rồi sao? Đại hoàng tử, để ta đi xem sao? Hàn Cương của Huyền Thiên Tông nhíu mày, trầm giọng nói. Trên mặt Tần Vũ lộ nét cười, khẽ giọng nói, không cần căng thẳng, các ngươi cứ lui trước đi, một đám chó vô dụng mà thôi. Nhưng mà... lui xuống trước. Nụ cười trên mặt Tần Vũ không giảm. Tiếp tục nói. Những người khác thấy vậy không nói thêm gì, đều biết lời của Đại Hoàng tử Điện Hạ trước giờ không lặp lại lần thứ ba.
Một khi nói đến lần thứ ba thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Hắn đã nói hai lần bảo mọi người lui xuống thì đương nhiên sẽ không có ai dám khuyên can nữa. Một hồi sau, nhóm thành viên hội Thanh Huyền và hộ vệ đông đúc bao vây xung quanh Tần Vũ giống như nước thủy triều rút, lui về phía sau, chỉ còn lại một mình hắn cô độc đi về phía trước. Sau lớp bụi mù mịt, đám võ giả khí thế hung hãn này không phải ai khác. Chính là tông tộc Vương Thị, một trong bốn đại tông tộc của đế quốc Đại Tần, người đi đầu chính là Vương Thiên, tộc trưởng hiện tại danh tiếng hiển hách của Vương gia. Nhìn Tần Vũ một mình đi đến, sắc mặt Vương Thiên cực kỳ u ám, thậm chí còn hàm chứa đầy sát ý. Đại hoàng tử, thật can đảm, không sợ lão phu nổi giận sẽ giết chết ngươi sao? Đè nén cơn giận trong lòng, Vương Thiên nghiến chặt răng nói. Trên gương mặt tuấn tú của Tần Vũ không hề thay đổi, khẽ giọng cười nói, giết Vương Diễm là Lâm Nhất, e là ông đã tìm nhầm người rồi. Giết Vương Diễm quả thực là Lâm Nhất, nhưng bảo Vương Diễm ở lại trong Lăng Tiêu Kiếm Các lại là Tần Vũ ngươi. Vương Thiên vươn tay chỉ về phía Tần Vũ, giận dữ quát. Nếu không phải ngươi nhiều lần nói rõ rằng Vương Diễm ở lại Kiếm Các an toàn hơn so với Vương Phủ thì ta há sẽ để nó quay về Kiếm Các. Điện hạ đúng là giỏi tính kế. Vương gia vừa mới giúp ngươi bán mạng mà chớp mắt sau ngươi đã bán đứng Vương gia, ăn cháo đái bát, thủ đoạn hay lắm. Có sao, ta thấy tò mò, ta bảo Vương gia nhà các ngươi thay ta làm cái gì vậy? Giả ngu có gì hay ho không, nếu không phải nghe lời giao phó của ngươi thì Vương gia ta vì sao mà phải mạo hiểm như thế để đi mai phục giết chết đệ tử nòng cốt? Ta giao phó, ha ha, ta bảo ai giao phó vậy, tộc trưởng thử nói cho ta nghe xem. Tần Vũ mặt đầy vô tội, hai tay khoanh trước ngực. Ngươi bảo Vương Diễm tự mình nói với ta. Nhưng lời còn chưa nói hết, mặt Vương Thiên đột nhiên biến sắc, Vương Diễm đã chết rồi, người đã chết thì không thể đối chứng nữa. Ánh mắt ông ta lại nhìn về phía đối phương, hai tay đối phương vòng trước ngực, nụ cười treo trên gương mặt rõ ràng mang đầy vẻ cợt nhả. Chương 1226 người này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Tộc trưởng đại nhân tiếp tục nói đi, sao lại không nói nữa? Câu chuyện này bịa ra cũng thú vị lắm, ta còn chưa nghe đủ đâu nè. Tần Vũ nhếch miệng cười, gương mặt đầy vẻ hờ hững. Ta giết chết ngươi. Cơn giận của Vương Thiên bùng lên, tức đến mức cả người phát run, bật người khỏi lưng yêu thú tuấn mã bay lên không trung. Cuồng phong tụ lại, sát ý đằng đằng, ông ta giống như tia sét lao đến. Dường như vào giây phút khi ông ta bật người bay lên không trung, người rời khỏi lưng yêu thú tuấn mã là đã đáp xuống phía trước người đại hoàng tử Tần Vũ, tốc độ nhanh như hỏa tiễn. Một trường bao hàm chân nguyên hùng hậu dưới cơn thịnh nộ của ông ta ập thẳng về phía Tần Vũ. Quỳnh! Trường này còn chưa hoàn toàn áp xuống mà đã khiến mặt đất bị chấn động thành âm thanh rung trời, nứt ra từng rãnh, thổi bay đất đá xung quanh, bụi cát cuồn cuộn. Nụ cười trên mặt đại hoàng tử Tần Vũ bỗng thu lại, khí chất đột ngột thay đổi, quang mang bắn ra từ trong cơ thể vô cùng chói mắt. Giống như ánh mặt trời giữa trưa thiêu đốt, khắp người từ trên xuống dưới đỏ rực, trong lúc nhấc tay đã vung ra một chưởng đón đầu. Khí tức nóng bỏng tràn ra ào ạt trong lúc chưởng mang bùng lên luồng ánh sáng mạnh mẽ, bá đạo, chói mắt như vầng mặt trời. Loại bá khí này như vị vua quân lâm thiên hạ, ngoài ta ra thì còn ai? Dầm. Hai chưởng chạm nhau, Vương Thiên bật lui lại vài bước, sau khi đáp xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ thoáng qua nét kinh hoàng. Tần Vũ lạnh lùng nói, Vương Thiên, e là ông chỉ biết thân phận đại hoàng tử của ta, không nhớ đến danh hiệu công tử phi vũ của ta hay sao? Công pháp địa cấp. Ngạc nhiên qua đi, Vương Thiên nhìn về phía Tần Vũ, trong lòng thoáng bàng hoàng. Một chưởng bộc phát vừa rồi của Tần Vũ tuyệt đối là công pháp địa cấp. Ông ta thân là tộc trưởng tông tộc Vương Thị, từ nhiều năm trước đã thăng cấp cảnh giới tử phủ, vượt xa so với những người mới nhập cảnh giới tử phủ. Nhưng một trưởng này lại thua đối phương nửa chiêu, sau khi đánh giá lại cẩn thận thì bỗng nhiên cực kỳ kinh hoàng. Nhưng với cảnh giới của đối phương thì làm sao mà có thể tùy tiện tu luyện công pháp địa cấp chứ? Tu luyện công pháp có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, công pháp địa cấp đến cao thủ cảnh giới tử phủ cũng không dám tùy tiện tu luyện. Người này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Chỉ một ý niệm này đã khiến trong lòng Vương Thiên sinh ra cảm giác bất lực,
tiếp sau đó là từng cơn sóng kinh hoàng ập đến. Vừa rồi trong cơn thịnh nộ đã ra tay với Tần Vũ, chỉ vì cái chết của Vương Diễm khiến ông ta mất cả lý trí. Nhưng trước mắt, sau khi bình tĩnh lại thì kinh hoàng không thôi. Bản thân mình đang làm cái gì, lại dám ra tay với hoàng tử của đế quốc Đại Tần, đây là trọng tội có thể tru di cửu tộc. Chương 1227 Ngân Châm Huyết Vũ Ngân Hoa. Sắc mặt lập tức sợ đến nỗi trắng bệch, hoang mang quỳ xuống, cực kỳ thấp thỏm nói, nô tài vừa rồi ra tay mạo phạm, còn mong hoàng tử điện hạ giáng tội. Có tội gì? Hàn mang trên mặt Tần Vũ biến mất, lộ ra ý cười nhàn nhạt, vương bá phụ chỉ nghiên cứu võ nghệ của tại hạ mà thôi, hay là, ông còn thực sự có tâm muốn giết chết bản hoàng tử? Không có, tuyệt đối không có. Võ nghệ của điện hạ quả thực kinh người, long môn tranh tài cuối năm nay, vị trí đứng đầu e là sẽ thuộc về điện hạ rồi. Vương Thiên thở phào một hơi, vội vàng sửa miệng nói. Lui xuống đi, cái chết của Vương Diễm, ta sẽ cho ông một lời giải thích. Nhưng không phải bây giờ, ông hiểu chứ? Tại hạ bây giờ liền cáo lui. Vương Thiên không dám đáp lời, ông ta vốn hừng hực khí thế lao đến, giờ lại dẫn theo người của Vương gia chật vật lui đi. Lão chó già này rốt cuộc thì vẫn nhún ra rồi, cũng không đến nỗi ngu ngốc. Có một lão giả áo đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh người Tần Vũ, thần sắc lạnh nhạt nhìn nhóm người Vương thị rời đi. Tần Vũ không nói gì, hắn sờ sờ mũi, trong tay có một vệt máu. Sắc mặt bắt đầu trở nên âm u. Trong lỗ mũi của hắn bỗng nhiên chảy ra một dòng máu, trông vô cùng kỳ lạ. Ảnh hưởng của Huyền Dương quyết này đối với điện hạ vẫn quá nặng, ít dùng thì hơn. Người áo đen xoay người nhìn thấy cảnh này thì biểu cảm trên mặt chẳng hề có chút biến đổi nào. Từ xưa đến nay, tu luyện công pháp luôn có ngưỡng quy định chặt chẽ, nếu như không phải cơ duyên kỳ ngộ đặc thù nào mà cưỡng ép tu luyện thì kết quả đều vô cùng thê thảm. Phía trước vách núi là vực sâu không đáy, phía sau là huyệt động u tối. Nơi đây không có gì ngoài mấy gốc cổ thụ khô héo, xung quanh là khoảng không vô tận, chỉ có mây mù bao phủ. Lúc ở vách sám hối, Mai Hộ Pháp đã giảng giải với Lâm Nhất quy định ở đây. Sau khi lệnh cho các chấp sự lui xuống, ông ấy khẽ nói, mọi người đã rời đi, giờ ngươi có thể nói với ta rồi chứ? Sao lại ra tay với Vương Diễm? Mai Hộ Pháp tin tưởng Lâm Nhất có lý do để làm điều đó. Hơn nữa, từ trước đến nay, thiếu niên này vẫn luôn là một người bình tĩnh, không giống kẻ lỗ mãng ngang ngược, e là có ẩn tình gì đó. Lâm Nhất không nói mà lấy ra một cây ngân châm, đây chính là cây ngân châm đầu tiên mà Vương Diễm né được. Đây là vật gì? Ngân châm huyết vũ ngân hoa. Không thể nào. Mai Hộ Pháp biến sắc, ông ấy biết ngân châm huyết vũ ngân hoa, nhưng bởi vì quá mức tà ác nên loại dị bảo này đã sớm biến mất khỏi thế gian. Dù có thì cũng không nên xuất hiện ở đế quốc Đại Tần. Chương 1228 Cái chết của Hân Tuyệt không hề đơn giản. Năm đó, sau khi Thiên Cơ Môn bị diệt, dị bảo tà đạo càng ngày càng ít đi, rất hiếm gặp. Dù là khắp cổ vực Nam Hoa thì cũng vô cùng hiếm, đừng nói chi là đế quốc Đại Tần. Hộ Pháp cứ thử một lần là biết. Víu. Ngân châm trong tay Lâm Nhất bắn thẳng ra, sau khi nhận lấy, Mai Hộ Pháp liền dùng châm này đâm lên ngón tay mình. Một giọt máu rỉ ra, phút chốc, khoảng không xung quanh trở nên đen kịt, thoang thoảng mùi máu tanh. Quả thật là ngân châm huyết vũ ngân hoa. Ngày đó, trong sơn mạch tịch diệt, tuy rằng Vương Diễm che mặt nhưng ta cực kỳ quen thuộc với ánh mắt của hắn, nên đã sớm xác định hắn là thủ phạm. Lúc ban ngày, ta dùng vật này để thăm dò hắn, trong lúc hoảng loạn, hắn đã lỡ miệng nói ra tên của nó. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Sắc mặt Mai Hộ Pháp thoáng trở nên âm u. Với hiểu biết của Vương Diễm thì chắc chắn hắn ta không thể nào biết đến sự tồn tại của ngân châm huyết vũ ngân hoa. Không chỉ Vương Diễm, e là rất nhiều trưởng lão tử phủ đều không biết đến thứ này. Cho nên ngươi quyết định giết hắn, ngươi có thể báo lại với tông môn, không cần tự tay làm việc đó, đồng thời đẩy bản thân vào bước đường cùng. Ta cũng từng nghĩ vậy, tuy nhiên, đối với tông môn thì đây cũng chưa thể là bằng chứng, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Nói không chừng để Vương Diễm có cơ hội chạy thoát. Ta đã để lỡ 10 ngày trong rừng táng kiếm, quyết không thể để hắn sống tiếp, Lâm Nhất bình tĩnh nói, không chút sợ hãi. Mai Hộ Pháp không biết nên nói gì,
Lâm Nhất nói rất đúng, lời của hắn quả thật không thể xem như bằng chứng được, muốn tông môn vì đó mà giết Vương Diễm e là rất khó. Cuối cùng ông ấy cũng đã hiểu vì sao Lâm Nhất lại lựa chọn giết chết Vương Diễm ngay trước mặt mọi người rồi, rất nhiều chuyện, dù cho biết rõ chân tướng thì tông môn cũng không cách nào ra tay được. Hắn làm như thế là muốn thay tông môn báo thù cho Hân Tuyệt, ít nhất thì kẻ thù ác đã chết dưới kiếm của hắn. Ngoại trừ binh khí, ngươi có thể chọn hai món đồ. Mai Hộ Pháp đổi chủ đề, lấy ra túi trữ vật của Lâm Nhất. Việc này xem như đã phần nào khai ân với hắn. Đệ tử bị đưa đến vách sám hối là để chịu phạt, theo lý thì không thể đem theo bất cứ thứ gì. Lâm Nhất ngẫm nghĩ rồi lấy ra một miếng ngọc giản có ghi chép công pháp Đại Phong Kình cùng với một bản Thanh Huyền bút lục. Ngươi có nghĩ, Vương Diễm chỉ là một con cờ hay không? Có lẽ còn có kẻ khác, đứng sau chuyện này, Mai Hộ Pháp nhìn Lâm Nhất, trầm giọng nói. Có từng nghĩ, trước khi chia tay, sư huynh từng nói có người không muốn huynh ấy xuất hiện tại Long Môn tranh tài cuối năm. Ta nghĩ, Mai Hộ Pháp sẽ biết rõ ẩn oán gút mắc trong đó hơn ta, Lâm Nhất đáp. Vừa nãy, trên quảng trường Tiêu Vân, Lạc Phong trưởng lão từng nhắc đến một chuyện xảy ra 10 năm trước. Cái chết của Hân Tuyệt không hề đơn giản. Biết thì đã sao? Chương 1229 đây là tu vi bản nguyên. Mai Hộ Pháp nở một nụ cười đắng chát, thở dài, ngươi đừng trách các chủ, ngài ấy làm vậy là muốn bảo vệ ngươi. Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ trong vài ba câu được, ngươi chỉ cần biết rõ một việc, nếu tỏa sáng quá mức thì người chết kế tiếp chính là ngươi. Không khiến người khác chú ý sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ngay cả khi cắt đứt một sợi huyền mạch ư, Lâm Nhất cười tự giễu. Đúng, ngay cả khi cắt đứt một sợi huyền mạch. Mai Hộ Pháp lộ vẻ nghiêm túc và cẩn trọng, ông ta trịnh trọng nói từng chữ một. Ánh mắt ông ta đảo quanh từng gốc cây ngọn cỏ trên vách sám hối, khẽ nói có rất nhiều tiền bối kiếm các từng bị đưa đến vách sám hối. Ở nơi này, có người phát điên, có người sa đọa, có người nhập ma, cũng có người niết bàn trọng sinh. Mãi một lúc lâu sau, Mai Hộ Pháp mới quay sang nhìn Lâm Nhất, thấp giọng nói, bảo trọng. Khi trong vách sám hối chỉ còn lại mình Lâm Nhất, sự cô tịch và tiêu điều nơi đây bủa vây lấy hắn. Từng đợt khí lạnh tràn vào tim. Ngay cả tiếng gió cũng trở nên bất ổn, mọi âm thanh dường như biến mất, yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân nguyên để trị thương. Hắn tự cắt huyền mạch, tạo thành thương tổn nặng nề, nếu không tĩnh dưỡng trong một khoảng thời gian ngắn thì khó mà khôi phục. Nhìn vào bên trong cơ thể. Hắn phát hiện sợi huyền mạch thứ 9 đã vỡ thành từng đoạn, gốc rễ rách nát, nhìn mà giật mình. Dáng vẻ thảm hại như vậy lại khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại, hắn cần phải thăng cấp lên huyền võ tầng 9 một lần nữa, so với võ giả bình thường thì việc này không chỉ khó hơn gấp 10 lần. Có lẽ mất nhiều năm cũng chưa chắc thành công. Đây là... Nhưng ngay lúc đó... Hắn cảm thấy rất kinh ngạc khi phát hiện trong cơ thể bỗng dưng có thêm 3 dấu ấn màu vàng. Mỗi dấu ấn đều ẩn chứa chân nguyên vô cùng vô tận. Bất kể là chất lượng hay số lượng thì luồng chân nguyên này cũng đều hơn xa so với chân nguyên của Lâm Nhất ở thời kỳ đỉnh cao. Một dấu ấn có thể sánh ngang với chân nguyên huyền võ tầng 9 của hắn. Lâm Nhất mở mắt, trong mắt hắn lóe lên tia khác thường. Đây là tu vi bản nguyên. Lúc trước. Trên quảng trường Tiêu Vân, Mai Hộ Pháp đã đánh lên vai hắn 3 trưởng, hóa ra, 3 trưởng này không hề đơn giản. Nhưng khi hắn định hấp thu chân nguyên trong dấu ấn thì lại gặp lực cản. Sợi huyền mạch bị đứt gãy truyền đến cảm giác đau đớn. Lâm Nhất giật mình tỉnh ngộ, xem ra phải đợi hắn ngưng tụ huyền mạch một lần nữa thì mới có thể luyện hóa dấu ấn. Chân núi. Mai Hộ Pháp nhìn đỉnh núi đằng xa, vốn là một người trung niên, nhưng tóc ông ấy đã điểm vài sợi bạc. Khóe mắt cùng xuất hiện vài nếp nhăn. Quát con, ta chỉ có thể giúp người bấy nhiêu thôi. Có niết bàn trọng sinh được hay không vẫn do chính ngươi. Chương 1230 Thánh Thể. Chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong vách sám hối, dựa vào long tượng chiến thể quyết, Lâm Nhất vốn bị thương nghiêm trọng đã gần như khỏi hẳn. Duy chỉ có sợi huyền mạch thứ 9 bị nứt vỡ thì hắn đã thử rất nhiều lần mà cũng không thể ngưng tự lại được. Với chân nguyên dồi dào của Lâm Nhất, đột phá tầng thứ 9 là một việc vô cùng dễ dàng, có thể thuận lý thành chương mà đột phá huyền võ tầng thứ 9.
Dù gì, trước đó hắn đã từng nuốt và luyện hóa một quả huyết viêm, một viên đan càn khôn âm dương, hai thứ này đều là kỳ bảo thiên địa mà tám công tử ngày đêm mơ ước có được. Nền tảng căn cơ vẫn còn, thậm chí có thể nói là chân nguyên cuồn cuộn, dạt dào như sóng biển. Cho dù thực sự phải giao đấu với huyền võ tầng thứ 10, chỉ so về chân nguyên thôi cũng chưa chắc đã kém hơn. Bất đắc dĩ, huyền mạch của hắn đã nứt vỡ, cho nên hắn sẽ khác với những người bình thường đột phá cảnh giới. Sau mấy lần thử đều phải dừng lại do thất bại, do cố tình cưỡng ép đột phá gây nên cơn đau như rách cả tim phổi, ngược lại còn làm vết thương nặng thêm. Chỉ đành phải tìm một con đường khác, mỗi ngày lấy chân nguyên nuôi dưỡng, tu bổ huyền mạch. Nhưng vậy mà lại có chút tiến triển, chỉ là sự tiến triển này quá nhỏ, không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể thực sự đả thông được sợi huyền mạch thứ 9. Nếu như là người thường mà gặp phải hoàn cảnh khó khăn thế này, chỉ e là lòng đã nguội như cho tàn. Nhưng Lâm Nhất lại điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, hắn bình tĩnh lại bắt đầu tu luyện Tuế Nguyệt Tâm Kinh, lấy sức mạnh Tuế Nguyệt cô đọng chân nguyên, cũng đồng thời thúc đẩy công pháp này lên tầng thứ 2. Khi rảnh rỗi không làm gì, bèn quan sát trăng sao, nhìn biển mây vô biên, nghe tiếng gió thổi tiếng mưa rơi. Trong không gian trống trải vắng vẻ của vách xám hối đến tiếng tim đập cũng tạo ra tiếng vang, đối với Lâm Nhất mà nói lại là một nơi hiếm có để tu tâm. Trong bất giác, một tháng thời gian đã trôi qua. Trời đã dần vào tiết thu, ý lạnh bên trong vách núi cũng càng sâu hơn. Chỉ là một tháng bên trong núi này lại giống như đã trôi qua một năm, cách xa trần thế, mỗi một giây một phút trôi qua như dài đằng đẵng. Trong thời gian này, trong kiếm các đã xảy ra không ít sóng gió, Bạch Lê Hiên nổi dậy bằng tốc độ chóng mặt, hắn ta thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 9, thể hiện rõ sự đáng sợ của thánh thể trước bàn dân thiên hạ. Thánh thể. Cái mà võ giả tu luyện chẳng qua cũng chỉ có hai thứ, một là căn cốt và một là ngộ tính. Căn cốt quyết định tốc độ tu luyện của võ giả, cùng là một lượng tài nguyên như vậy, tu vi thăng cấp thánh thể có thể gấp nhiều lần linh thể, thậm chí phải lên đến cả chục lần. Thời gian sẽ vĩnh viễn đứng về phía thánh thể. Cho hắn ta càng nhiều thời gian thì tốc độ lớn mạnh của hắn ta lại càng nhanh, Bạch Lê Hiên tuyên bố cho cả Đại Tần biết, cái gì gọi là bất phàm. Hắn ta đã bế quan quá lâu rồi, Đại Tần đã gần như quên mất sự tồn tại của hắn ta. Nhưng vào giây phút khi hắn ta xuất quan thì không có người nào mà không quan tâm đến hắn ta. Nguyên nhân không vì gì khác, chính là vì quang mang của hắn ta quá mức chói lọi. Chẳng qua là, Lâm Nhất đều không biết gì về những chuyện này, cũng không thể biết được. Chương 1231 có thể giết người không? Những ngày này trong đầu của Lâm Nhất bỗng nhiên nổ ra một luồng quang mang. Vô số thông tin giống như nước thủy triều ào ạt ngưng tụ thành những phù văn kim sắc dày đặc không ngừng lấp lánh. Hắn vốn có trí nhớ siêu phàm, chỉ đọc một lần là đã nhớ hết. Nhưng những phù văn cổ xưa tinh tế dùng để đột phá tầng thứ 2 của Tuế Nguyệt Tâm Kinh này chính là linh văn nhị phẩm mà các huyền sư ngày đêm mơ mộng có được. Người thường tu luyện linh văn gặp phải vấn đề là có rất ít linh văn, do vậy không dễ dàng tìm được. Cho dù có linh văn đầy đủ, muốn ghi nhớ cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng trước mắt, khi hắn đột phá tầng thứ 2 của Tuế Nguyệt Tâm Kinh thì một số lượng linh văn nhị phẩm nhiều không đếm xuể đã được khắc vào trong đầu hắn. Thậm chí không cần phải cố gắng đi ghi nhớ mà chỉ cần thoáng nghĩ đến thôi đã có thể hiện ra một cách hoàn chỉnh. Hỏa diệm văn. Trong lòng thoáng nghĩ đến, Lâm Nhất tiện tay nhặt lên một cành cây khô sau đó tùy ý vẽ lên trên mặt đất. Chân nguyên ngưng tụ. Dưới sự điều khiển của sức mạnh Tuế Nguyệt, lần đầu tiên đặt bút vẽ còn có chút hượng gạo. Nhưng dần dần sau khi thành thạo rồi thì nét bút lại như rồng bay phượng múa, cứng cáp mạnh mẽ, thiết họa ngân câu, nét chữ lưu loát linh động. Bù! Khi nét bút cuối cùng đặt xuống, linh văn đã được vẽ hoàn chỉnh giống như một luồng lửa cháy bùng lên. Lâm Nhất thở ra một hơi chọc khí, nhìn hỏa diễm văn trên mặt đất như có điều suy nghĩ. Đã gần 40 ngày. Cuối cùng Tuế Nguyệt Tâm Kinh cũng đột phá tầng thứ 2, đạt được chút thành tựu. Hắn trong lúc hứng chí liền vẽ một lèo rất nhiều linh văn nhị phẩm. Lôi vân văn, cuồng phong văn, văn canh kim, thanh mộc văn, từng loại linh văn nhị phẩm độc lập được vẽ ra trên nền đất. Tỏa sáng lấp lánh, quang mang lập lòe chứa đầy linh khí. Linh văn là một loại tồn tại vô cùng kỳ diệu, có thể dùng để luyện đan, có thể luyện khí, có thể bày trận.
có thể giết người không? Trong đầu đột nhiên xẹt qua ý nghĩ này, Lâm Nhất lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Nhắm hai mắt lại, Lâm Nhất khoanh chân ngồi, tập trung nhìn vào tâm thức mình. Nơi đan điền, đóa tử diên hoa như được kết tinh từ băng tổng cộng có 71 cánh hoa, chỉ còn thiếu một cánh nữa là có thể thăng cấp kiếm quyết lên tầng thứ 9. Nhưng một cánh này lại khó như lên trời, muốn đột phá nó không hề dễ dàng. Bên dưới đóa tử diên hoa, có từng vòng quang văn màu nhạt giống như từng gợn sóng nước lăn tăn. Cẩn thận đếm có tổng cộng 18 vòng, mỗi một vòng quang văn tượng trưng cho một luồng sức mạnh của tuế nguyệt. Sau khi tuế nguyệt tâm kinh thăng cấp lên tầng thứ 2, sức mạnh tuế nguyệt hòa lẫn trong chân nguyên cô đọng thành hình dạng quang văn. Tâm thức nhìn sang sợi huyền mạch thứ 9, so với lúc đầu thì bây giờ nó đã hồi phục rất nhiều. Nhưng tổng thể mà nói vẫn chưa khôi phục được 1/10, ít nhất còn phải chờ thêm 2 năm nữa. 2 năm. Lâm Nhất lầm bầm nỉ non, thực sự phải ở đây sám hối 2 năm sao? Chương 1232 lại nữa sao? Vách sám hối chính là một cái lồng giam, chỉ là so với những lồng giam khác thì nó rộng hơn một chút mà thôi. Nhưng xét cho cùng thì vẫn chỉ là lồng giam. Bị giam cầm ở đây giống như một con mãnh hổ bị nhốt trong chuồng, cơ thể co rúm không thể hoạt động thoải mái. Chỉ có thực sự đặt mình vào trong hoàn cảnh này thì mới có thể cảm nhận được sâu sắc loại cảm xúc bức bối và buồn khổ đó. Trong hang động khô hanh phía sau, trên bức tường có rất nhiều dấu vết cào cấu rướm máu, nhìn mà kinh hãi. Là những đệ tử từng bị nhốt lại ở đây, trong lúc buồn khổ bức bách đã lấy tay cào lên bức tường. Đi thẳng đến bên vách đá, mây mù vấn vít, bên dưới vực sâu không thấy đáy tràn lên luồng gió lạnh buốt. Cả một vùng âm u lạnh lẽo, thực khó mà có thể nhìn rõ được có gì bên dưới, nhìn đi nhìn lại còn khiến người ta sinh ra cảm giác khủng hoảng. Những thứ chưa biết luôn có thể khiến cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Không biết sư tỷ đã tỉnh lại chưa? Lâm Nhất thấp giọng lầm bầm, trong đáy mắt thoáng qua vẻ lo lắng. Trong vách sám hối, người mà hắn quan tâm lo lắng nhất chính là Hân Nghiên sư tỷ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng trào lên một ý nghĩ cực kỳ manh động, muốn rời khỏi vách sám hối này. Nhưng chớp mắt lại nghĩ, rời khỏi đây thì sao, Hân Tuyệt sư huynh vì hắn mà chết, thực sự còn can đảm để đi gặp Hân Nghiên sư tỷ sao? Hắn nhìn biển mây vô tận trước mắt, thần sắc nơi đáy mắt thất vọng đến không nói nên lời. Tinh tang tinh tang. Bên dưới biển mây truyền đến từng đợt tiếng đàn lác đác, ngắt ngắt ngừng ngừng lay động tâm hồn người nghe. Lại nữa sao? Từ sau khi Lâm Nhất đến vách sám hối này cứ thỉnh thoảng sẽ có tiếng đàn vang lên từ phía dưới vực sâu. Kích động lòng người khiến người ta có xúc động muốn nhảy xuống để đi tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đàn. Đã mấy lần Lâm Nhất suýt chút nữa là đã nhảy xuống dưới, nhưng đến cuối cùng vẫn kiềm chế được. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, thoáng vẻ bực bội. Nếu như tiếng đàn nghe vui tai thì cũng thôi đi. Nhưng tiếng đàn này cứ lộn xộn chẳng có chút giai điệu nào. Thời gian âm thầm trôi đi, bất giác lại đã qua nửa tháng. Bên trong vách núi, một thân ảnh thoăn thoắt đón ánh mặt trời, lấy thân cây làm kiếm. Xuất kiếm như gió, xoay chuyển lộn nhào, kiếm pháp lưu loát sinh động, quỷ dị lạ thường, như ngựa thần lướt gió, không để lại dấu vết, nổi lên như mây, vô hình như nước. Khi cuồng bạo thì kiếm mang như sóng biển dồn dập. Khi lại triền miên như cơn mưa mùa xuân, tưới tắm vạn vật. Nhìn qua thấp thoáng như cả hai bóng người đang giao đấu với nhau, dùng hai phong cách hoàn toàn khác biệt để trình diễn lại cùng một bộ kiếm pháp. Đối đầu với nhau. Ánh sáng hạo nguyệt, ánh sáng hạo nguyệt. Chương 1233 phiền quá vậy. Hai bóng người, mỗi người một kiếm. Trên khu đất bằng phẳng, hai luồng kiếm mang sáng rực rỡ như hạo nguyệt va chạm mạnh vào nhau, phát ra tiếng nổ đinh tai. Sương hàn vạn lý, kính hoa thủy nguyệt, ba đại sát chiêu lần lượt được xuất ra, trên biển mây mênh mông không thấy bến bờ bỗng nhiên xuất hiện những luồng kiếm mang lộn xộn đan xen với nhau. Kiếm mang lạnh lẽo phản chiếu lấp loáng dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, giống như từng đóa kiếm hoa đang nở rộ trong không trung. Đợi đến khi sóng âm tiêu tan mới ngỡ ngàng phát hiện, bên trong vách sám hối, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một mình Lâm Nhất. Cái gọi là đối thủ. Chỉ là Lâm Nhất muốn tách mình thành hai, dùng thất huyền bộ đỉnh phong để đóng vai mà thôi. Luyện kiếm trong núi không có yêu thú,
không có đồng đạo, muốn luyện kiếm thì cũng chỉ có thể tự mình tưởng tượng ra rồi tự mình hóa giải chiêu thức. Nếu có người khác ở đây thì chắc chắn sẽ bị dọa cho giật mình. Kiếm thuật và thân pháp phải cao siêu đến mức độ nào mới có thể làm được đến mức này? Nhưng Lâm Nhất đã sớm quen với điều này, chẳng qua là do cuộc đời xô đẩy mà thôi. Thủy Nguyệt kiếm pháp này dường như vẫn còn tiềm năng để khai thác, nhưng ta rõ ràng đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn rồi, nếu còn tiến lên nữa, chẳng lẽ vẫn còn có thể tu luyện? Lâm Nhất thoáng khó hiểu, công pháp võ kỹ, tứ đại cảnh giới. Sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Trên viên mãn, chẳng lẽ còn có một cảnh giới nữa? Đúng vào lúc này, bên dưới biển mây lại vang lên tiếng đàn, vô duyên vô cớ nhiễu loạn cảm xúc của hắn. Tiếng đàn lộn xộn chẳng ra bài, nhưng người đánh đàn lại như không hề hay biết, mà ngược lại càng đánh rất vui vẻ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, nhà ngươi rốt cuộc lại yêu nghiệt phương nào. Trong đáy mắt Lâm Nhất thoáng qua cơn giận, hắn đã thực sự hết chịu nổi, hắn có thể nhẫn nhịn sự cô đơn và trống vắng trong vách xám hối này. Nhưng thực sự không thể chịu nổi tiếng đàn lộn xộn, điên rồ, dày vò lòng người này. View. Một bước đi qua, Lâm Nhất đến bên cạnh vách núi, nhìn xuống vực sâu bên dưới biển mây, đầu mày nhíu chặt lại. Nhảy, hay không nhảy? Nhảy, hay không nhảy? Trong lòng Lâm Nhất bực bội, tiếng đàn vang lên bên tai càng trở nên lộn xộn, chói tai, kéo cả kéo kẹt, khó nghe như tiếng quả kêu. Thực khó mà tưởng tượng được, có người có thể đánh ra được tiếng đàn khó nghe như thế. Cho dù là người mới học đàn, e là cũng không đến mức này. Ong ong ong. Nhịp điệu của tiếng đàn chói tai bỗng yếu đi, nhưng sau đó lại đột ngột thay đổi khiến Lâm Nhất càng cảm thấy khó chịu. Giống như một đàn ruồi nhặng đang bay vo ve quanh người Lâm Nhất nhưng mà hắn lại không có cách nào để đập chết nó. Thần sắc bình tĩnh trong đôi mắt hắn dần nổi sóng. Trên gương mặt thanh tú anh Tuấn lộ ra vẻ dữ tợn. Phiền quá vậy. Chương 1234 Niết bàn hồi sinh. Vẻ dữ tợn dần dần đổi thành cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ vừa dâng lên liền như nước lũ vỡ đê. Một khi sinh ra liền không thể khống chế. Sau đó chảy hết vào trong tâm của Lâm Nhất. Càng thích càng nhiều. Nhảy. Đến khi cơn giận đã không còn có thể khống chế được nữa. Trong mắt Lâm Nhất thoáng qua luồng sát khí. Nhấc chân định nhảy thẳng xuống bên dưới. Nhưng đúng vào lúc muốn nhảy xuống liền có một cơn gió lạnh buốt từ bên dưới thổi lên khiến đầu óc hắn dần trở nên tỉnh táo. Lâm Nhất lập tức tỉnh hẳn, sắc mặt thoáng đổi, cơ thể loáng lên liền lui lại mấy bước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cứ lùi lại như vậy đến khi chạm vào vách tường mới thôi, sau đó vội vàng nhắm chặt hai mắt. Tiếng đàn vẫn chưa ngừng, vẫn vấn vít bên tai, vẫn lộn xộn chói tai. Nhưng trong lòng Lâm Nhất đã bình tĩnh lại, thần sắc không còn nhiều gợn sóng. Rất lâu sau đó, hắn mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt trong suốt, sáng ngời. Không hề bị tiếng đàn này quấy rầy đến nỗi nhập ma nữa. Trước đó trong lòng hắn vốn dĩ đã rối nùi. Vào trong vách xám hối này gần 50 ngày, sự cô độc và nỗi cô đơn vô tận bất giác đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Sợi huyền mạch nứt vỡ không biết lúc nào mới hồi phục lại được, kiếm thuật không thể thăng tiến thêm, tiên thiên kiếm ý cũng không biết lúc nào mới luyện thành, tuế nguyệt tâm kinh, có chút tiểu thành nhưng cũng chỉ có thể vẽ ra được chút linh văn bề ngoài hào nhoáng mà chẳng có chút thực dụng nào, có thể giết người được không? Không thể. Trong lòng hắn sớm đã rối như tơ vò. Từ lúc vào kiếm các đến nay, hắn nổi dậy mạnh mẽ, thực lực mỗi ngày đều tăng tiến. Đầu tiên là đột phá huyền quan. Rồi học được Long Hổ Quyền, lại nắm được bá kiếm, có trong tay quả huyết viêm, sau đó bên trong mật cảnh ma liên lại càng là bước nhảy vọt, tiến thẳng lên tầng thứ 10, tự mình viết nên một truyền thuyết. Cả một đường của hắn vô cùng thuận lợi, mặc dù trải qua sinh tử nhưng đều chẳng thể dậy sóng. Lúc nào cũng có thể hóa nguy thành an, sau đó thực lực tiếp tục tăng mạnh. Bất giác, hắn đã quen với tốc độ thực lực tăng nhanh. Người người đều biết. Hắn chính là con cưng của ông trời, là yêu nghiệt. Trong lòng hắn mặc dù không đến mức mừng thầm nhưng trên thực tế, hắn đã chấp nhận nó. Đến nay thực lực bỗng nhiên tăng chậm lại, thậm chí có hiện tượng không tăng mà còn thụt lùi, cảm giác hụt hẫng này khiến hắn khó mà chấp nhận được. Hơn nữa, hắn còn có tâm sự chưa giải quyết được.
Tiếng đàn chẳng qua chỉ là một chất xúc tác, cho dù không có tiếng đàn thì nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng phát điên. Niết bàn hồi sinh. E là chỉ có niết bàn mà chưa có hồi sinh. May mà đến giây phút cuối cùng hắn đã tỉnh ngộ, không thật sự nhảy xuống, nếu không sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Một khi sa vào vực sâu sẽ sai lầm cả đời chỉ là. Kiếm đạo của ta đang ở đâu? Lâm Nhất nhìn lên trời cao, trong mắt xuất hiện tia mơ hồ, không hề giấu giếm, chỉ có sự mơ hồ thuần túy nhất. Chương 1235 đây là một bức tranh trưởng toái sơn hà. Ngày thường thiếu niên mang lại cho người ta cảm giác bình tĩnh, không thể nhìn thấu. Dường như lúc nào cũng có định liệu trước, không quan tâm hơn thua. Nhưng chung quy tuổi vẫn không lớn, hiểu biết còn hạn hẹp. Khi ở vào tình cảnh khó khăn này, hắn không thể tránh khỏi cảm thấy mờ mịt, khổ sở, cũng như phiền não. Lâm Nhất hít một hơi thật sâu, lòng dần bình tĩnh trở lại, tiếng đàn lộn xộn dường như không còn gây khó chịu nữa. Một lát sau, hắn lấy thanh huyền bút lục ra. Nửa tháng trước hắn đã tu luyện tuế nguyệt tâm kinh đến tầng 2, nắm giữ rất nhiều linh văn nhị phẩm, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, chỉ vì không thể giết người nên đã từ bỏ. Giờ nghĩ lại thì hắn thấy hơi lo lắng. Con người không thể thuận buồm xuôi gió mãi, cũng không thể hiểu được mọi chuyện trên đời, tạm thời bỏ qua vậy. Không quan tâm đến tiếng đàn lộn xộn, không phiền não về vấn đề thực lực không có tiến bộ. Lâm Nhất tựa vào núi đá, ngồi dưới bầu trời đầy mây, điềm nhiên lật xem quyển sách trời này. Thanh huyền bút lục có tổng cộng 36 trang, mỗi trang là một bức tranh tập hợp các linh văn vô cùng huyền diệu, ẩn chứa đạo vận. Nhưng nói là sách trời cũng không quá. Trong khoảng một thời gian dài, quyển thanh huyền bút lục này ở trong mắt Lâm Nhất như một quyển sách trống, chỉ có thể nhìn thấy dấu vết mờ nhạt. Bây giờ tuế nguyệt tâm kinh đột phá tầng 2, có lẽ hắn sẽ hiểu được. Sau khi đã hạ quyết tâm, Lâm Nhất đắm chìm trong việc tìm hiểu thanh huyền bút lục, làm ngơ tiếng đàn hỗn loạn. Ba ngày sau, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào trang đầu tiên của thanh huyền bút lục. So với sự mờ mịt ban đầu, hắn đã có thể nhìn ra được một phần linh văn ẩn giấu trong đó. Đây là văn hỏa diễm. Đây là văn lôi vân. Đây là văn kiếm. Tuyệt thật, không ngờ lại kết hợp ba văn hỏa diễm với một văn canh kim thành một văn kiếm mới hoàn toàn, chủ nhân của quyển bút lục này thật thú vị. Thảo nào lúc trước mình xem không hiểu, ngay cả linh văn nhị phẩm mình còn không biết, nói gì đến những linh văn phức tạp đã qua pha trộn này. Thời gian dần trôi qua, bất giác Lâm Nhất như quên hết mọi thứ, tập trung vào quyển bút lục. Chính hắn cũng không để ý, trong mắt hắn, bức tranh vẽ ở trang thứ nhất dần trở nên rõ ràng hơn. Đầu tiên hắn nhìn thấy một ngọn núi sụp đổ, vô số mảnh đá vụn sắc bén như những lưỡi dao xuyên qua không khí, nối đuôi nhau bắn tới. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy một bàn tay hổ. Nói chính xác hơn phải là một nửa cánh tay mãnh hổ từ trên trời rơi xuống. Khí thế lớn mạnh kia đè nén khiến tim hắn đập thình thịch không ngừng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng bức tranh hoàn chỉnh ở trang này cũng hiện ra trước mắt Lâm Nhất. Đây là một bức tranh trưởng toái sơn hà. Chương 1236 thú vị. Có điều bàn tay trong tranh không phải của võ giả nhân loại mà là một nửa cánh tay của mãnh hổ. Bàn tay hổ đập xuống đất, ngọn núi cao vạn trượng sụp đổ, mặt đất nứt toác ra vô số khe hở, trông cực kỳ dữ tợn. Trong bức tranh không có vật thể nào hoàn chỉnh, hổ chỉ có một nửa cánh tay, ngọn núi bị hổ san bằng, mặt đất nứt toác. Đập vào mắt là vô số đá vụn bắn tung tóe như những mũi tên, thể hiện sự đáng sợ từ cú đập của bàn tay hổ. Trong lòng Lâm Nhất vô cùng chấn động, hắn nhìn thật kỹ bức tranh phức tạp trước mặt mình, có rất nhiều linh văn liên tục thoáng hiện. Cả bức tranh được vẽ từ hơn 1.000 linh văn nhị phẩm, từng nét vẽ đầy khí phách tạo thành bức tranh trưởng toái sơn hà hùng vĩ. Hoành tráng và chấn động lòng người. Một tác phẩm tuyệt vời, có thể dùng linh văn vẽ ra bức tranh đáng kinh ngạc như thế, không biết rốt cuộc chủ nhân của thanh huyền bút lục là thần thánh phương nào. Lâm Nhất nghĩ ra rất nhiều suy đoán, nhìn bức tranh, hắn liên tục thốt ra những tiếng cảm thán. Cùng lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện một loạt thông tin bí ẩn như nước chảy, ánh mắt dần rõ ràng, có tia sáng chợt lóe qua. Sau khi tiếp thu những thông tin này, vẻ hưng phấn hiện lên trên mặt Lâm Nhất, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại cảm ngộ.
bí ẩn về Thanh Huyền bút lục lập tức được Lâm Nhất giải đáp. Hóa ra phương pháp chân chính do chủ nhân của Thanh Huyền bút lục để lại chính là dùng chân nguyên để ngưng tụ linh văn, in bức tranh linh văn vào trong cơ thể. Đây là một bí thuật có tên là Thiên Cơ Ấn, nó có thể biến chân nguyên thành linh văn và vẽ tranh vào trong cơ thể. Nếu gặp phải địch có thể triệu hồi bức tranh để tiêu diệt đối thủ. Thú vị! Lâm Nhất mở mắt ra, trong mắt có tia sáng lập lòe. Nếu là người bình thường, dù cho người nọ trăm cay nghìn đắng hiểu được bức tranh thì e rằng cũng khó có thể vẽ thành công. Nhưng hắn thì khác, hắn nắm giữ Tuế Nguyệt Tâm Kinh, dùng lực lượng Tuế Nguyệt để cô đọng chân nguyên, vẽ linh văn là một việc rất dễ dàng. Hơn nữa việc vẽ tranh đòi hỏi rất nhiều thời gian và kiên nhẫn, có lẽ người ngoài chưa chắc sẽ bỏ công sức vào việc này, trễ nải việc tu luyện. Còn Lâm Nhất thì khác, vì đang ở dưới vách sám hối nên hắn có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn. Hắn không chần chừ nữa, lập tức suy xét kỹ hơn. 4 ngày sau, những điều cốt yếu của Thiên Cơ Ấn đã được hắn nắm giữ hoàn toàn. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, 10 ngón tay đan vào nhau tạo thành những thủ ấn khác nhau, hào quang tỏa rực rỡ, không ngừng biến ảo. Đợi đến khi Thiên Cơ Ấn ngưng kết thành công, tâm trí Lâm Nhất đã đắm chìm trong một không gian hư ảo. Trong đóa hoa tử diên ở vùng đan điền xuất hiện một bóng dáng nhỏ, dùng tay làm bút vẽ ra 18 vòng quang văn lấp lánh xung quanh nó. Quang văn do lực lượng Tuế Nguyệt biến ra, nói lăn tăn không ngừng như sóng nước. Thi triển Thiên Cơ Ấn, dùng chân nguyên do lực lượng Tuế Nguyệt cô đọng để vẽ linh văn, vẽ ra bức tranh trưởng toái sơn hà vào trong cơ thể. Khi thật sự bắt tay vẽ mới phát hiện độ khó cao hơn hẳn tưởng tượng. Không phải vẽ một cách đơn giản, phác họa 1000 nét linh văn là được, mà phải đan xen vào nhau thật chặt chẽ, thần vận linh động, nếu lệch một ly sẽ không thể thành tranh. Chương 1237 núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ cần có một lỗi nhỏ, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Lâm Nhất đã từng vẽ thành công rất nhiều lần, nhưng khi đặt bút vẽ bức tranh này mới phát hiện ra lỗi. 7 ngày nỗ lực lập tức đổ sông đổ biển. Lại thất bại ư? Sau nhiều lần thất bại liên tiếp, Lâm Nhất đã kiệt sức và có chút nản lòng. Hắn lấy Thanh Huyền bút lục từ trong ngực ra xem lại, không dám bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Không đúng, về các chi tiết mình hẳn không sai, và lại cũng không quên thần vận và sự biến hóa linh động trong đó, nhưng tại sao vẫn không thành công? Vấn đề nằm ở đâu? Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào bức tranh trưởng toái sơn hà như một kẻ tâm thần. Là nó. Đột nhiên Lâm Nhất thông suốt, cuối cùng cũng biết được vấn đề nằm ở đâu. Mặc dù bức tranh trưởng toái sơn hà này chỉ có một nửa cánh tay, nhưng khí thế của con mãnh hổ chưa hiện thân hoàn toàn kia lại tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của bức tranh. Với sức mạnh của một trưởng, nó đã có thể phá vỡ ngọn núi cao vạn trượng, đương nhiên không cần phải nói con mãnh hổ này bá đạo dũng mãnh đến cỡ nào. Cần phải trải rộng những tia bá khí giải rác này ra khắp bức tranh, nếu không sẽ mãi mãi không thể vẽ bức tranh này thành công. Khi nhìn kỹ lại thì đúng như dự đoán, Lâm Nhất tìm được rất nhiều linh văn được ẩn giấu trong bức tranh. Dù cho nhìn thật kỹ cũng không thể tìm được những linh văn này. Chỉ khi cảm ngộ được con mãnh hổ chưa hiện thân mới có thể lấy đây làm manh mối, khám phá từng bước một. Những linh văn nhị phẩm ẩn giấu này thật tuyệt diệu. Rõ ràng chúng nó rải rác ở khắp nơi trên bức tranh, nhưng nhìn lướt qua lại không có dấu vết. Sau khi thăm dò tỉ mỉ, tìm ra toàn bộ mới phát hiện chúng có ở khắp mọi nơi. Lâm Nhất khép lại quyển Thanh Huyền bút lục, hồi lâu không nói gì. Hắn khâm phục chủ nhân của Thanh Huyền bút lục đến mức không lời nào có thể tả, cảm giác này là ngưỡng mộ, là thật lòng khâm phục. Vừa chấn động lòng người, vừa mang đến một cảm giác thất bại tột cùng. Núi cao còn có núi cao hơn, thế giới này thật rộng lớn, có lẽ những gì mình nhìn thấy và cảm nhận còn chưa bằng một góc băng sơn. Lâm Nhất hít vào một hơi, trong mắt lập tức lộ ra vô vàn hăng hái. Vách sám hối có thể nhốt thân thể nhưng lại không thể hạn chế được trái tim của hắn. Giờ phút này, trái tim hắn thực sự đã thoát khỏi chốn lao tù này. Một tia sắc bén thoáng qua trong mắt người thiếu niên, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và phờ phạc. Nhưng cũng vì đôi mắt ấy mà trở nên rực rỡ muôn màu. Tiếng đàn lại vang lên, nhưng nó không còn khó nghe khi vào tai Lâm Nhất nữa. Có lẽ tiếng đàn không thay đổi, thứ thay đổi chỉ có lòng người.
nhưng lúc này Lâm Nhất không có tâm trạng để ý đến tiếng đàn này, hắn chỉ muốn thử thêm lần nữa. Chương 1238 thử uy lực của nó nào. Lần này hắn chắc chắn 100% sẽ vẽ được bức tranh trưởng toái Sơn Hà. Lâm Nhất nhìn Thanh Huyền bút lục lần cuối, sau đó khép lại, khoanh chân ngồi xuống. Thiên cơ ấn. 10 ngón tay đan vào nhau biến ảo, thủ ấn phức tạp khó hiểu ẩn hiện giữa hai tay hắn. Lâm Nhất từ từ nhắm mắt lại, tâm trí lại tập trung vào trên cánh hoa ở vùng đan điền. Với kinh nghiệm của nhiều lần thất bại trước đó, lần này hắn đã quen tay, vẽ thuần thục không chút trở ngại. Hắn trông như một người họa sĩ đang múa bút, dùng chân nguyên và lực lượng tuế nguyệt làm mực, dùng thiên cơ ấn làm bút, bắt đầu chấm mực vẽ tranh. Văn hỏa diễm, văn lôi vân, văn canh kim, văn phong linh, văn hàn vân. Từng linh văn nhị phẩm có thể gọi là hoàn mỹ được phác họa trong cơ thể, đan xen vào nhau rồi dần lan rộng ra như giọt nước, rất nhiều linh văn đan chéo nhau. Nhìn từ ngoài vào, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt, 10 ngón tay xanh biếc như ngọc đan xen nhau, biến ảo như bươm bướm bay lượn, nhẹ nhàng và linh động, lại mơ mộng, lấp lóe, biến ảo khó lường. Thiên cơ ấn, thiên cơ bách biến, thiên biến vạn hóa. Nếu không có thiên cơ ấn, rất nhiều linh văn không liên quan nhau sẽ không thể kết hợp với nhau và ngưng tụ thành tranh. Thời gian dần dần trôi qua, 3 ngày sau. Xung quanh cánh hoa tử diên có những vòng lực lượng tuế nguyệt màu trắng nhàn nhạt, không thể thấy rõ, gần như đã sắp biến mất. Lâm Nhất hạ nét bút cuối cùng, bức tranh trưởng toái Sơn Hà đã vẽ thành công. Trong cơ thể có rất nhiều linh văn như sao trời in dấu trên kinh mạch toàn thân, tỏa ánh sáng lấp lóe, long lanh, thoạt nhìn như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm vô tận. Nhưng khi nhìn kỹ mới ngạc nhiên phát hiện những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời rõ ràng là một bức tranh. Bàn tay hổ từ trên trời hạ xuống, đập nát ngọn núi cao vạn trượng, làm cho núi sông rung chuyển. Một khí tức kinh khủng phả vào mặt khiến người ta không rét mà run, tim đập nhanh hơn. Lâm Nhất mở mắt ra, trong mắt có tia sáng lấp lóe, thở ra một hơi thật dài. Thần vận và linh động đều có đủ, đến lúc này, cuối cùng bức tranh trưởng toái Sơn Hà cũng chân chính hoàn thành. Thử uy lực của nó nào. Lâm Nhất nhẩm niệm, toàn thân lập tức bắn ra những tia sáng rực rỡ, uy áp điên cuồng tăng vọt, huyền võ tầng 9, huyền võ tầng 10, bán bộ tử phủ. Sau khi đạt tới bán bộ tử phủ, khí tức trên người hắn vẫn tăng vọt lên đến cảnh giới tử phủ khiến người ta hít thở không thông. Hào quang chói lọi, gió lớn thổi qua. Cùng với một tiếng hổ gầm rung trời, bỗng một bàn tay hổ khổng lồ mạnh mẽ từ trên không trung hạ xuống với khí thế như sấm vang chớp giật. Ầm. Khi bàn tay hổ chạm đến vách xám hối, ngọn núi rung chuyển kịch liệt, tiếng nổ liên tục vang lên, tựa như cả thế giới đều rung lên vì có trưởng này. Chương 1239 đạo lý chính là như vậy. Khi thấy vách xám hối không chịu nổi đòn tấn công đáng sợ này, trong vách núi đột nhiên tỏa ra những cột sáng. Là linh trận giấu trong vách núi, sau khi gặp thay đổi lớn này, nó đã hoàn toàn được kích hoạt. Trận pháp lớn mạnh cứ thế tiếp nhận uy lực của cú trưởng này. Trên không trung, mấy chấp sự đứng trên lưng kiếm điêu, kinh hãi nhìn mọi thứ xảy ra trên vách xám hối. Sức mạnh thật đáng sợ. Rốt cuộc hắn đã làm thế nào mà có thể kích hoạt cả đại trận hộ sơn? Chẳng phải hắn đã tự cắt đứt huyền mạch ư? Thật khó tin. Hàng loạt ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào Lâm Nhất, không ngờ tu vi huyền võ tầng 8 lại có thể bộc phát sức mạnh khủng khiếp như vậy. Thật không thể tin được, không thể tưởng tượng ra được hắn đã làm bằng cách nào. Sau một lúc bí mật quan sát, xác định Lâm Nhất không có dấu hiệu chạy trốn. Mấy người nhìn kỹ lần cuối rồi lặng lẽ rời đi. Phong ba tan đi, trên vách xám hối. Trong mắt Lâm Nhất tràn đầy kinh ngạc, sự chấn động trong lòng hắn không hề thua những chấp sự này. Thật đáng sợ. Uy lực này, dù so với thời điểm hắn còn ở huyền võ tầng 9 đỉnh phong thi triển kính hoa thủy nguyệt cũng không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn. Điều quan trọng nhất là bức tranh trưởng toái Sơn Hà có thể vẽ sẵn. Đợi đến khi triệu hồi nó sẽ không tiêu hao chân nguyên. Trưởng toái Sơn Hà, quả nhiên danh bất hư truyền. Với cảnh giới của Lâm Nhất đương nhiên không đủ sức trưởng sụp một ngọn núi cao vạn trượng, nhưng nếu hắn đạt đến cảnh giới tử phủ, cảnh giới thiên phách,
sau đó triệu hồi bức tranh này, vậy thì trưởng toái Sơn Hà sẽ dễ như trở bàn tay. Sau cơn chấn động, hắn dần bình tâm lại và suy nghĩ nguyên do trong đó. Linh văn. Có lẽ nguyên do nằm ở linh văn, nếu chân nguyên do hắn phóng ra bộc phát uy lực 10 lần, vậy chân nguyên đã được lực lượng tuế nguyệt mài rũa chắc chắn sẽ bộc phát ra uy lực mạnh gấp bội. Nghĩ vậy, mạch suy nghĩ trong đầu Lâm Nhất dần trở nên rõ ràng. Điều này cũng tương tự một khối sắt được mài thành lưỡi dao, sức sát thương sẽ cao hơn. Một khối ngọc thô, sau khi mài rũa sẽ trở nên vô giá. Đạo lý chính là như vậy. Lâm Nhất nhắm mắt lại kiểm tra những đường linh văn in trên kinh mạch. Sau khi được phóng thích, những linh văn vốn dĩ lấp lánh như sao trời này mất đi ánh sáng, ảm đạm mờ nhạt. Nhưng kết cấu của nó không bị phân tán, hiển nhiên không cần vẽ thêm lần nữa. Chương 1240 kiếm ở đây là một nhành cây khô. Chỉ cần đợi lực lượng tuế nguyệt và chân nguyên khôi phục, sau đó dùng thiên cơ ấn thắp sáng chúng là được. Mỗi đường linh văn đứng riêng không thể giết người. Nhưng khi kết hợp thành tranh thì đâu chỉ là giết người. Lâm Nhất lẩm bẩm, trong lời nói tràn ngập khí phách. Một cánh cửa rộng lớn đã mở ra cho hắn, để hắn thấy được sự đáng sợ của linh văn, huyền sư không thể coi thường. Tiếp tục suy ngẫm xem, bức tranh trưởng toái Sơn Hà này vẫn còn chỗ cải tiến. Sau khi quyết định, Lâm Nhất lật thanh huyền bút lục và tiếp tục tìm hiểu. Giờ phút này, trái tim hắn đã hoàn toàn tĩnh lặng. Những ngày tháng sau này sẽ không còn cáu gắt, khó chịu hay điên rồ nữa. Vào ban ngày, hắn sẽ nghiên cứu thanh huyền bút lục, ngắm mây, nghe tiếng mưa rơi, hoặc là luyện tập kiếm thuật. Thủy Nguyệt kiếm pháp viên mãn đỉnh phong được hắn thi triển một cách nhẹ nhàng, thoải mái và tự nhiên. Hai loại ý cảnh khác nhau có thể biến ảo tùy thích theo ý mình. Càng nghiên cứu sâu, hắn càng cảm thấy kiếm pháp này có rất nhiều tiềm năng để khai thác. Không phải lỗ hổng cần được lấp đầy, mà chỉ đơn giản là cảm thấy Thủy Nguyệt kiếm pháp có thể tiến xa hơn. Hắn cảm nhận được một cánh cửa mơ hồ nhưng lại không thể bước qua nó, không thể hiểu tại sao. Trong lúc vô hình, kiếm thuật của hắn đã đạt đến một giới hạn nhất định. Giới hạn này không phải giới hạn thực lực của bản thân hắn, mà là giới hạn về tầm hiểu biết. Trong suy nghĩ của một tên ăn mày ăn màn thầu mỗi ngày, Hoàng đế cũng chỉ là một người chủ nhân ăn bánh bao thịt. Nghe có vẻ thô tục, nhưng đây cũng là tầm hiểu biết. Chẳng qua hầu hết mọi người đều không biết ý nghĩa sâu xa của nó. Bởi vì họ còn không ăn kịp màn thầu, tại sao phải lo lắng những gì sẽ xảy ra sau khi ăn màn thầu chứ? Lâm Nhất thu kiếm đứng lên, chậm rãi đi dạo trong vách sám hối. Kiếm ở đây là một nhành cây khô. Nhưng dưới sự hỗ trợ của kiếm ý bán bộ tiên thiên, nó không thua kém bất kỳ món huyền khí nào. Đạo ở đâu? Lâm Nhất suy tư, lần này không phải sự mơ hồ trong lúc suy tư lần trước mà là một loại hào hứng. Một hàng lông mày, hai nơi quan ải, cùng một câu nói nhưng lại là hai tâm cảnh khác nhau. Đinh đang. Đúng lúc này tiếng đàn lại vang lên từ dưới vực sâu thăm thẳm, xuyên qua mây mù, quanh quẩn bên tai Lâm Nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.